Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 741, tôn nghiêm dân tộc. 4. Trương Dương có chút hứng thú nói, kết quả khảo sát thế nào? Có ý đồ sơ bộ gì chưa? Tát Lạp nói, Đông Giang biểu hiện hợp tác tương đối tích cực, bất quá tôi khảo sát qua hoàn cảnh của khu khai phá bọn họ, so với Nam Tích cũng không có nhiều ưu thế. Nói đến đây cô ta cười cười, ngày mai còn muốn đi đến khu khai phá Lam Sơn khảo sát, chờ tôi tổng hợp lại điều kiện của ba bên sẽ làm ra quyết định. Thật ra ngay từ đầu người ta căn bản là không có lo lắng đến khu khai phá của Nam Tích, chính là Trương Đại Quan Nhân dốc hết sức thúc bên Mỹ đi khảo sát khu khai phá của Nam Tích. Chuyện cụ thể Trương Dương không hiểu nhiều, cũng may bên cạnh của hắn còn có Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong đối với mấy thứ này có nhận thức rất sâu, hắn dùng tiếng Anh lưu loát nói chuyện với Tát Lạp. Tát Lạp ngạc nhiên vì tri thức chuyên nghiệp phong phú của Thường Lăng Phong, nói chuyện với hắn rất ăn ý. Thời gian ăn của những người khác nước Mỹ cũng không lâu, đại đa số người cùng nhau đi du lãm cảnh đêm Cẩm Loan. Tát Đức Môn Thác cũng là một trong số đó, từ khi Lương Hiểu Âu xuất hiện, lực chú ý của thằng nhãi này hoàn toàn chăm chú vào trên người Lương Hiểu Âu, ngay cả thời gian nói chuyện với Trương Dương cũng không có. Phó thị trưởng Đông Giang Tùy Quốc Minh đối với tiến triển hiện nay đã biểu thị thỏa mãn. Tát Đức Môn Thác và Lương Hiểu Âu cùng nhau rời đi thư viện Phụ Minh, Trương Dương theo đứng dậy, Tùy Quốc Minh đúng lúc tiến lên ngăn cản hắn, ông cho rằng Trương Dương muốn đuổi theo Tát Đức Môn Thác, cười tủm tỉm nói, chủ nhiệm Trương, chúng ta uống một ly nha. Trương Dương cười nói, tôi lúc đầu muốn đi toilet, được. Tùy thị trưởng, chúng ta uống một ly rồi tôi đi, vì vậy lại ngồi xuống cùng Tùy Quốc Minh uống vài ly. Tùy Quốc Minh nghe được Thường Lăng Phong ở đằng kia dùng tiếng Anh giao lưu với Tát Lạp không hề bị cản trở, không khỏi nhìn Thường Lăng Phong, ông không biết gì về Thường Lăng Phong, vốn tưởng rằng là phiên dịch của Trương Dương, nhìn khí chất của Thường Lăng Phong hẳn không phải một phiên dịch đơn giản như vậy. Tùy Quốc Minh thấp giọng nói với Trương Dương, hắn là phiên dịch của cậu à? Trương Dương cười nói, hắn là phó chủ nhiệm ban tổ chức kinh mậu mùa thu của Nam Tích, Thường Lăng Phong. Tùy Quốc Minh vừa nghe trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Thường Lăng Phong và Tát Lạp nói chuyện vui vẻ như thế, không phải chuẩn bị hất chén cơm của Đông Giang chứ. Trương Dương nói, Tùy thị trưởng, ngài từ từ uống đi, tôi đi phóng nước, Tùy Quốc Minh cười cười, gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Dương nhân cơ hội rời khỏi thư viện Phụ Minh, ngẫm lại chuyện này không khỏi có chút buồn cười, lúc đầu sự tình rất đơn giản, bởi vì quan hệ của lợi ích chính trị và lợi ích kinh tế. Khiến cho Nam Tích và Đông Giang hai bên lục đục với nhau để phòng lẫn nhau. Thật ra Đông Giang và Nam Tích không phải đều là một phần của Bình Hải sao, vô luận ai được hợp tác, cuối cùng được lợi cũng là Bình Hải. Những người lãnh đạo này cả ngày nói cái gì mà cái nhìn đại cục, nhưng không có mấy người có thể làm được. Trương Dương vừa ra cửa, Lý Trường Vũ lại gọi điện thoại tới, hỏi tình huống của đoàn đại biểu. Trương Dương đem tình trạng cho tới bây giờ nói đơn giản một lần. Lý Trường Vũ nghe nói bên Đông Giang phái Lương Hiểu Âu qua, đủ thấy bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính coi trọng đối với lần phỏng vấn này, ông cười nói, Trương Dương, nếu người ta khẩn trương như thế, cậu cũng không nên đi lại qua gần với Tát Đức Môn Thác, chúng ta không cần phải làm cho người ta nói xấu. Trương Dương nở nụ cười, Lý bí thư, ông có phải là nghe được cái gì không? Lý Trường Vũ nói, thật ra không nghe nói cái gì. Trương Dương đối với Lý Trường Vũ rất lý giải. Khẳng định là bên Đông Giang cho ông ta áp lực, Nam Tích và Đông Giang là thành phố không cùng cấp bậc, người ta trên nửa đoạn mà, Lý Trường Vũ khẳng định thừa nhận áp lực của bên Đông Giang, Trương Dương nói cá nhân tôi không có gì, tôi và Tát Đức Môn Thác cũng chỉ là quan hệ riêng tư, người ta từ nước Mỹ xa xôi tới, tôi không thể không gặp, cái này cũng không phải là đạo đãi khách của người Trung Quốc chúng ta. Lý Trường Vũ nói, cậu hẳn là làm thế nào? Trương Dương nói, tôi không biết. Là ông kêu tôi từ Tĩnh Hải chạy tới tiếp đón bọn hắn, nhưng hiện tại lại kêu tôi giữ cự ly với bọn họ, tôi nói Lý bí thư này, ông một hồi kêu tôi đi Đông, một hồi lại kêu tôi đi Tây, tôi bị ông làm hồ đồ rồi đấy. Lý Trường Vũ không khỏi cười nói, cậu đừng có nói lung tung, tôi chưa kêu cậu làm cái gì. Trương Dương nói, Lý bí thư, mọi việc ông đều chỉ nói nửa câu, rốt cuộc có ý tứ ông tốt nhất nói rõ ràng, có phải là bên Đông Giang sợ chúng ta đoạt thành phố hữu hảo của bọn họ. Cho đã coi chúng ta là kẻ địch lớn, vô cùng đề phòng. Lý Trường Vũ nói, tôi đã sớm nói rồi, cậu cái gì cũng đều rõ ràng, nếu cậu đã rõ ràng, còn hỏi tôi làm gì? Trương Dương nói, Lý bí thư, ông rốt cuộc có ý gì? Ông chuẩn bị hy sinh lợi ích của Nam Tích thành toàn cho Đông Giang sao, hay là kêu tôi nên làm cái gì thì cứ làm?
Lý Trường Vũ nói, đoàn đại biểu nước Mỹ là do bên Đông Giang mời tới, rất nhiều chuyện dù sao chúng ta cũng phải cố kỵ. Trương Dương nói, tôi không sợ tiết lộ cho ngài một tin tức, công ty English Bender ông hẳn là biết, công ty máy tính nổi danh thế giới, hiện tại người ta muốn đem nơi sản xuất đặt tại Trung Quốc, hiện nay đang khảo sát, quyết định sơ bộ chọn một trong hai nơi ở Đông Giang và Lam Sơn để xây nhà máy. Ngày hôm nay tôi đem bọn họ cho tới khu khai phá Nam Tích nhìn một chút, bọn họ cũng biểu thị hứng thú đối với khu khai phá chúng ta, từ đầu là 2-1, hiện tại đã quyết định 3-1, ông nếu như muốn từ bỏ. Tôi kêu bọn họ khỏi suy nghĩ. Lý Trường Vũ vừa nghe nhất thời khẩn trương, công ty English Bender rất nổi tiếng trên thế giới, cơ hội như vậy chỉ có thể vô tình gặp chứ không thể cầu. Ông lập tức nói, không vội, Trương Dương thở dài nói, tôi nói Lý Bí Thư này, tâm tình hiện tại của ông tôi rất rõ ràng, vừa muốn nắm lấy cơ hội trước mắt, lại sợ bị người khác nói ông không trượng nghĩa. Hắn chỉ thiếu chút nói Lý Trường Vũ là vừa muốn làm kỹ nữ lại muốn lập bài thờ. Lý Trường Vũ xấu hổ ho khan một tiếng nói, đều là người một tỉnh, nếu như thật muốn làm to chuyện, sau này gặp mặt cũng xấu hổ. Trương Dương nói, là tình cảm cá nhân quan trọng hay là tập thể lợi ích của thành phố quan trọng? Một câu nói làm Lý Trường Vũ á khẩu. Trương Dương nói, dù sao người ta đã khảo sát qua, nếu như bọn họ thật sự nhìn chúng Nam Thích. Ngài có phải là chuẩn bị từ chối? Lý Trường Vũ nói, vì sao tôi phải từ chối, ông cũng bị Trương Dương làm cho nóng nảy. Lớn tiếng nói, muốn làm thì làm, đã làm thì không chần chờ, lo lắng nhiều như vậy làm gì. Trương Dương nói, ông lại mâu thuẫn trước sau rồi. Lý Trường Vũ nói, Trương Dương, ý của tôi là cậu không nên quá chủ động, nếu người ta thật sự coi trọng Nam Tích chúng ta, tôi cũng không lý do đem sinh ý ở cửa đẩy đi chỗ khác, cậu nói đúng không? Trương Dương nói, tôi cũng có ý này. Lý Trường Vũ nói, chiều đãi người ta cho tốt đi, mặc kệ người ta nghĩ như thế nào. Chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình. Chương 742, bánh từ trên trời rơi xuống. 1. Trương Dương cúp điện thoại, đi lên cầu hình vòm, đứng ở chỗ cao của cầu hình vòm, thưởng thức bóng đêm mỹ lệ của Cẩm Loan. Người trong quan trường mang mặt nạ thật sự là nhiều lắm, Lý Trường Vũ không thể nghi ngờ là rất muốn mưu cầu hợp tác với bên Mỹ, thế nhưng ông phải lo lắng đến cảm thụ của Đông Giang, bất luận cái nghề gì đều có quy tắc. Quan trường cũng có quy tắc của quan. Nhưng Trương Dương cho rằng loại quy tắc này cực kỳ buồn cười, đoàn đại biểu nước Mỹ tuy rằng là bên Đông Giang mời tới. Nhưng mà người ta chưa nhất định hợp tác với Đông Giang, càng không có quy định ngoại trừ Đông Giang ra, nước Mỹ không thể hợp tác với các thành phố khác của Bình Hải. Những lãnh đạo này quá coi trọng lợi ích chính trị mới tạo thành tình trạng này, nếu như bọn họ có thể đứng ca càng cao, sẽ thấy xa hơn một ít. Trương đại quan nhân đứng ở chỗ cao, thấy được chiếc thuyền dưới của cầu, nghe được trong thuyền có tiếng ầm ĩ. Thấy được Tát Đức Môn Thác ngồi ở đầu thuyền hoa chân múa tay vui sướng, trong tay cầm ly bia, một tay khác ôm lấy vai của Lương Hiểu Âu. Lương Hiểu Âu hiển nhiên vô cùng mâu thuẫn, cô ấy nghiêng qua một bên, Tát Đức Môn Thác lại chen qua cô ấy. Lương Hiểu Âu có chút hối hận đáp ứng đi cùng ông ta, lão tham nghị viên nước Mỹ này quả thật là một lão lưu manh. Tát Đức Môn Thác mê đắm nhìn Lương Hiểu Âu nói. Lương tiểu thư cô thật xinh đẹp. Lương Hiểu Âu xấu hổ vừa né tránh vừa nói, tham nghị viên tiên sinh, ông uống say rồi. Ngoặc kép, Tát Đức Môn Thác nói, Trung Quốc các người có một câu tục ngữ, gọi là rượu không say người người tự say, tôi là bị cô làm mê say. Chấm ngoặc kép, Lương Hiểu Âu nói, xin lỗi, tôi sắp kết hôn rồi. Tát Đức Môn Thác nói, không sao, tôi không ngại. Trương Dương ghé vào lan can, thiếu chút cười ra tiếng, cái lão chính khách này mặt cũng đúng là con mẹ nó dày. Nếu như là bình thường. Trương đại quan nhân thấy người nước ngoài quấy rầy con gái nhà lành đã sớm nhịn không nổi nóng. Nhưng tình huống của Lương Hiểu Âu có chút khác biệt. Cô ấy ngày hôm nay là chủ động đưa đến cửa, Trương đại quan nhân quyết định chờ một chút, cũng có thể khiến cho cô ấy chịu chút vị đắng, hẳn là khiến cho cô ấy nhận thức thám thiết được lưu manh chính trị của nước Mỹ cũng rất nhiều. Tát Đức Môn Thác nói, tôi thích cô. Lương Hiểu Âu thật sự có chút luống cuống chân tay, tuy rằng cô ấy cũng coi như nhìn quen chàng diện. Nhưng đối mặt lão lưu manh nước Mỹ ra vẻ đạo mạo, thật đúng là không có nhiều cách làm. Lương Hiểu Âu nói, tham nghị viên tiên sinh, ông uống say rồi, cô ấy giãy khỏi bàn tay to của Tát Đức Môn Thác. Tát Đức Môn Thác nói, tôi không uống say, tôi rất tỉnh, Lương tiểu thư, thành phố hữu hảo không có vấn đề. Loại thời điểm này, ông cư nhiên lợi dụng thành phố hữu hảo tới dụ lợi Lương Hiểu Âu. Tát Đức Môn Thác thật sự là đủ vô sỉ. Nhắc tới đến thành phố hữu hảo. Phản kháng của Lương Hiểu Âu tất nhiên không thể kiên quyết, cô ấy thấp giọng nói, tham nghị viên tiên sinh,
ông có phải là đã đáp ứng rồi? Trương Dương vỉnh tai nghe, trong lòng nói Lương Hiểu Âu ơi là Lương Hiểu Âu, cô cũng không thể người trong nước mất mặt, vì một thành phố hữu hảo thì đem bản thân mình bán đi. Vẻ mặt của Tát Đức Môn Thác đầy dâm thùy đê tiện. Bàn tay to lặng lẽ rơi trên đùi của Lương Hiểu Âu, Lương Tiểu Thư. Vậy phải xem co làm như thế nào. Tay ông ta vuốt dọc theo đùi của Lương Hiểu Âu giống bị rắn cắn, thét một tiếng chói tai, xuất phát từ bản năng bảo hộ mình, hai tay đẩy về phía trước, Tát Đức Môn Thác đang ở lúc ý loạn tình mê. Vốn tưởng rằng lợi dụng chuyện của thành phố hữu hảo đối phó Lương Hiểu Âu. Ai ngờ Lương Hiểu Âu đột nhiên ra tay như thế, ông ta bất ngờ, thân thể mất đi cân đối, ngã về phía sau, từ trên thuyền lọt xuống phía dưới, ầm một tiếng rơi vào nước sông. Trương Dương cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh biến hóa đột nhiên như vậy. Mắt mở to nhìn Tát Đức Môn Thác rơi vào trong nước, Trương Đại Quan Nhân trong lòng cũng vui lão chính khách háo sắc, lần này biết lợi hại của con gái Trung Quốc chúng tôi rồi chứ. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, đáng đời cho ông chết đuối. Tát Đức Môn Thác cũng là một con vịt chết, hai tay quơ quơ trên mặt nước lung tung, ngay cả nói cũng đều không nói ra được. Lương Hiểu Âu thấy Tát Đức Môn Thác rơi xuống nước nhất thời luống cuống. Cô ấy ngơ ngác một chút, mới hồi phục tinh thần lại, thét to, có người rơi xuống nước, nhanh cứu người. Cô ấy vừa kêu như thế, không ít người đều vây đến đây. Người vây xem tuy rằng nhiều, đi xuống cứu người lại không có một ai, người chèo thuyền có kỹ năng bơi tốt. Bất quá cũng không dám mạo hiểm đi cứu người, Tát Đức Môn Thác người cao tướng lớn, lỡ như bị ông ta túm xuống dưới, chỉ sợ là chôn cùng ông ta. Thời khắc mấu chốt vẫn là Trương Đại Quan Nhân đứng dậy, hắn cởi bỏ áo khoác, từ trên cầu hình vòm bay vọt xuống. Thả người nhảy vào trong nước sông, Tát Đức Môn Thác không phải thứ tốt, nhưng dù sao cũng là tham nghị viên nước Mỹ, nếu như chết đuối tại sông nhỏ của Cẩm Loan, đây là sự kiện quốc tế, làm không tốt toàn bộ lãnh đạo của Nam Tích đều theo không may. Trương Dương rất nhanh tìm được Tát Đức Môn Thác một chút kỹ năng bơi cũng không có, Trương Dương vừa tới gần, đã bị ông túm lấy, như vớ được một cây trụ cứu mạng không buông tay. Tát Đức Môn Thác thân cao lực lớn, ơn nữa sống chết trước mắt, ngay cả khí lực ăn nãi lúc này đều kích phát ra, chụp lấy Trương Dương kéo xuống nước. Trương Dương không lưu ý tới việc bị ông ta kéo xuống nước, nhanh chóng đưa tay điểm trúng huyệt đạo của ông ta, Tát Đức Môn Thác cảm thấy thân thể tê dần, sau đó toàn thân một chút khí lực cũng không có. Ông ta kinh khủng vạn phần, rất sợ Trương Dương bỏ lại mình. Trương Dương không hoảng hốt, bơi tới phía sau của Tát Đức Môn Thác, một lần nữa khiêng ông ta lên mặt nước. Mang theo ông ta bơi từng chút lên bờ. Du khách trên bờ cùng hoan hô, ánh đèn flash không ngừng lóe ra. Chụp hình cảnh tượng không biết sợ của Trương Đại Quan Nhân phấn đấu quên mình anh dũng cứu người. Tùy Quốc Minh cũng nghe nói tin tức Tát Đức Môn Thác rơi xuống nước, kinh khủng vạn phần chạy tới hiện trường, thấy Trương Dương đã đem Tát Đức Môn Thác cứu lên, lúc này mới yên tâm. Nếu như Tát Đức Môn Thác thật sự bị chết đuối, việc này sẽ tiêu hết. Lương Hiểu Âu sợ đến chân tay luống cuống, đứng ở xa xa trong đám người, nhìn Tát Đức Môn Thác nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, vừa rồi là cô ấy đẩy Tát Đức Môn Thác xuống nước. Tuy rằng cô ấy không phải cố ý, nhưng hậu quả đích thật là cô ấy tạo thành, Lương Hiểu Âu hiện tại cũng không muốn thành phố hữu hảo cái gì, chỉ cần Tát Đức Môn Thác không có việc gì là tốt rồi. Cô ấy hối hận vì đã tới Cẩm Loan, nếu như cô ấy không đến Cẩm Loan, chuyện này cũng sẽ không sẽ phát sinh. Tát Đức Môn Thác ho khan vài tiếng, ông chỉ là rơi xuống nước, bị uống một chút, không có trở ngại gì quá lớn. Trương Dương nói, ông không sao chứ. Chương 743, bánh từ trên trời rơi xuống. 2. Tát Đức Môn Thác vẻ mặt ủy khuất nhìn Trương Dương, lúc đầu tưởng diễm ngộ, ai ngờ nhìn bề ngoài Lương Hiểu Âu nhỏ nhắn tự nhiên có lực lượng lớn như vậy, tiện nghi của cô ấy cũng không phải dễ chiếm như vậy. Trương Dương vỗ vỗ bờ vai của ông nói, đi, tôi cùng ông quay về khách sạn. Tát Đức Môn Thác được Trương Dương nâng đứng lên, Phó Thị trưởng Đông Giang Tùy Quốc Minh đến đây, vẻ mặt thân thiết nói, tham nghị viên tiên sinh. Ông không sao chứ? Tát Đức Môn Thác tràn ngập oán niệm nhìn ông ta một cái, bởi vì chuyện của Lương Hiểu Âu, ông ngay cả đám người Đông Giang này cũng đều hận. Tùy Quốc Minh giật mình một cái, trên mặt không dễ nhìn, ngượng ngùng lui lại, thấy được Lương Hiểu Âu trong đám người, nhanh chóng đi qua, Lương Hiểu Âu thấy ông ta đến đây, xoay người bỏ đi. Tùy Quốc Minh đuổi theo nói, Tiểu Âu, chờ một chút. Lương Hiểu Âu dừng chân, Tùy Quốc Minh nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô không phải cùng đi du ngoạn với Tát Đức Môn Thác sao? Sao lại biến thành như vậy? Lương Hiểu Âu mặt đỏ bừng, cô ấy mấp máy môi,
trong ánh mắt tràn ngập khuất nhục và phẫn nộ, sau này, loại chuyện này đừng kêu tôi dính dáng đến. Tùy Quốc Minh nói, làm sao vậy? Cái này không phải công tác của cô sao? Lương Hiểu Âu gần từng chữ, tôi mặc kệ, ông nghe rõ cho tôi, bây giờ tôi hiện đi. Chuyện này không liên quan đến tôi, Lương Hiểu Âu nói xong liền đi, Tùy Quốc Minh lăng ở đây, hắn thật sự không bồ sở rốt cuộc xảy ra cái gì, hãy nhìn Lương Hiểu Âu biểu hiện của, hắn ý thức được chuyện này có chút không ổn. Tát Đức Môn Thác trở lại khách sạn, Thường Lăng Phong và Tát Lạp, Đỗ Lạp ở chỗ này nói chuyện, thấy Tát Đức Môn Thác và Trương Dương ướt nhẹp, mọi người đều đến đây giúp, Tát Đức Môn Thác trở lại phòng của mình. Hiển nhiên còn chìm đắm trong sự kinh hồn của việc rơi xuống nước vừa rồi, tâm tình cả người vẫn không bình phục, Trương Dương cười vỗ vỗ bờ vai của ông nói, trước tắm rửa. Thay quần áo nghỉ ngơi một chút, như thế này nhé, tôi mời ông uống rượu an ủi. Tát Đức Môn Thác mờ mịt gật đầu. Trương Dương trở lại phòng cởi quần áo xuống, hắn quên không khóa cửa, Tát Lạp và Đỗ Lạp hai người đều đi đến, thấy nửa người trên của Trương Đại Quan Nhân, cơ thể rắn chắc của Trương Dương, đường viền đường cong nói lên vẻ kiện mỹ của nam tính. Hai cô gái thấy cơ thể kiện mỹ của Trương Đại Quan Nhân, con mắt nhìn như muốn lòi ra ngoài, đều nói đàn ông háo sắc, đàn bà có đôi khi còn háo sắc kinh khủng hơn đàn ông nhiều. Trương Dương cười ha hả nói, tôi quên khóa cửa. Đỗ Lạp đã đi tới. Cô ấy là thật sự có chút không khống chế được, đưa tay sờ soạng trên cơ ngực của Trương Đại Quan Nhân, vóc người của anh thật tốt. Trương Đại Quan Nhân không chịu nổi cái này, bị sờ đến nổi da gà, hắn cười chạy trốn vào toilet, các người trước ngồi, tôi tắm rửa thay quần áo. Chấm ngoặc kép phẩy. Tát Lạp nhỏ giọng, hắn rất xấu hổ. Đỗ Lạp nói, tôi cũng rất thích. Lúc Thường Lăng Phong đi tới phòng Trương Dương, nghe được hai cô gái này đang ở thảo luận vóc người của Trương Dương. Trong lòng âm thầm cười, hắn nói với Tát Lạp, hai người không tới nhìn tham nghị viên tiên sinh. Tát Lạp nói, tham nghị viên tiên sinh nói muốn bình tĩnh một chút. Chấm ngoặc kép. Thường Lăng Phong nói, tôi nghe ông ta nói. Đây là một ngoài ý muốn, tham nghị viên tiên sinh trượt chân rơi xuống nước. Ngoặc kép. Trương Dương nhanh chóng thay quần áo đi ra, vì phòng ngừa bị hai nữ sắc lang ăn hôi, Trương Đại Quan Nhân lần này mặc kín cổng cao tường. Nhưng ánh mắt của hai cô gái nước Mỹ nhìn hắn tràn ngập mờ ám. Hận không thể nuốt hắn vào vậy, Trương Đại Quan Nhân từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên cảm giác được đàn ông lớn lên đẹp cũng là rất nguy hiểm. Đỗ Lạp nằm trên giường của Trương Dương với một tư thế cực kỳ mê hoặc, đôi mắt quyến rũ nhìn Trương Dương, anh thật sự là một anh hùng. Tát Lạp càng chủ động, cho Trương Dương một cái ôm nóng bỏng, hung hăng hôn lên mặt của Trương Dương, người ta cũng không ngốc. Lý do chiếm tiện nghi rất đầy đủ, cảm ơn anh cứu tham nghị viên tiên sinh. Đỗ Lạp vốn chuẩn bị tư thế mê hoặc Trương Dương tới. Thấy Tát Lạp tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng từ trên giường đứng lên, nhào tới, hôn tới tấp, tôi cũng muốn cảm ơn anh. Trương Đại Quan Nhân thật sự là dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt có chút hả hê của Thường Lăng Phong, tự cho là tiêu sái anh Tuấn này, để cho hai cô gái nước Mỹ này tới đi. Trương Dương cũng đã nhìn ra, nếu như hắn không cản hai cô gái này lại, hai người chỉ sợ là sẽ đùa giỡn với mình ở trong phòng đến mệt thì thôi, Trương Đại Quan Nhân kiến nghị cùng đi nhìn Tát Đức Môn Thác. Mọi người cùng nhau đi tới phòng của Tát Đức Môn Thác, gõ gõ cửa, nghe được âm thanh của Tát Đức Môn Thác. Khi đi vào, thấy Tát Đức Môn Thác đã tắm rửa thay quần áo, ngồi ngơ ngác ở trên giường, rất uể oải, rất chán trường. Tát Đức Môn Thác cũng là một người rất tự tin vào mị lực của mình, ngày hôm nay bị Lương Hiểu Âu làm nhục mặt, đả kích nghiêm trọng tới lòng tự trọng của ông. Trương Dương thấy dáng dấp hiện tại của ông, đều có chút đồng tình, thấp giọng kiến nghị nói, đi uống vài ly đi. Tát Đức Môn Thác gật đầu, khi ra cửa chợt nhớ tới một việc, nói với Trương Dương, gọi Lương Tiểu Thư cùng đi đi. Trương Dương nhìn thoáng qua Thường Lăng Phong, Thường Lăng Phong nói, Lương Hiểu Âu đi rồi. Trương Dương hơi ngẩn ra, Tát Đức Môn Thác nghe được tin tức Lương Hiểu Âu đã rời đi, ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, biểu hiện của ông ngày hôm nay quả thật có chút mất phong độ. Tát Đức Môn Thác nói, chỉ đành chờ tôi trở lại Đông Giang rồi xin lỗi ngay mặt cô ấy. Thường Lăng Phong chẳng biết rốt cục là xảy ra chuyện gì, nhưng từ việc Tát Đức Môn Thác xin lỗi Lương Hiểu Âu, giữa hai người khẳng định xảy ra chuyện không hài lòng. Trương Dương đối với chuyện đã xảy ra vừa rồi rất rõ ràng, bất quá hắn cũng không nói xấu Tát Đức Môn Thác. Hy vọng cái lão lưu manh nước Mỹ này thật sự là lương tâm trỗi dậy, không quấy rầy người ta nữa. Quán bar của Cẩm Loan khá nhiều. Bởi vì là khu du ngoạn, tiêu phí cũng cao không như bình thường, một chai bia cũng hơn 20 đồng, vodka, whisky, Hennessy gì cũng đều có. Bất quá hơn phân nửa đều là giả. Tát Đức Môn Thác gọi một chai vodka,
nhìn cái hộp một chút rồi trả lại. Trương Dương biết cái này là rượu giả, vẫy vẫy tay với ông chủ, thấp giọng nói, có muốn tôi mời chủ nhiệm Lâm Thành Các tới hay không? Ông chủ quán ba hiển nhiên cũng nhận được thông báo, nhận ra Trương Dương những người này là đoàn đại biểu của nước Mỹ. Nhanh chóng tìm hai chai rượu thật đến, Thường Lăng Phong hỏi, bao nhiêu tiền? Quán ba ông chủ không dám nói cao, 360 một chai. Trương Dương nói, ghi sổ, ngày mai tôi cho Lâm Thành Các đến đây trả cho ông. Ông chủ rất có ánh mắt, vẻ mặt tươi cười nói, bán cho người khác là 360, các người tới thì tôi mời khách, hai chai này coi như tôi mời khách. Tát Đức Môn Thác rót đầy ly rượu, chạm ly cùng Trương Dương, lòng đầy cảm xúc nói, cảm ơn cậu, ngày hôm nay nếu không phải cậu, tôi sợ rằng đã gặp Thượng Đế. Chương 744, bánh từ trên trời rơi xuống. 3. Trương Dương cười nói, không nghiêm trọng như vậy, Trung Quốc chúng tôi có một câu tục ngữ, gọi là đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, cả đời người này không thể quá thuận, gặp phải chút ngăn trở cũng là chuyện tốt, tôi thấy ông rơi xuống nước là dấu hiệu tốt, biểu thị ông lần này tranh cử có thể xuôi gió xuôi nước, tôi thấy ông nhất định có thể làm được như nguyện. Tát Đức Môn Thác nghe Thường Lăng Phong phiên dịch xong, mừng rỡ cười ha ha. Ông ta uống hết một ngụm rượu, vỗ vỗ vai của Trương Dương nói, lần này đi tới Trung Quốc, tôi chân chính cảm thụ được tình huynh đệ của cậu với tôi và cậu là anh em. Trương Dương nâng ly rượu nói, vì bản thân cũng ly. Tát Lạp và Đỗ Lạp uống cạn ly rượu, đi ra sàn nhảy. Tát Đức Môn Thác ngày hôm nay rơi xuống nước, suy nghĩ đột nhiên bình tĩnh, chuyện này tuy rằng là Lương Hiểu Âu đẩy ông ta mà ra, nhưng nếu không phải ông quấy rầy Lương Hiểu Âu, cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này. Tát Đức Môn Thác vốn tưởng rằng mình có thể chinh phục Lương Hiểu Âu, hiện tại là xém bỏ mạng dưới sông, thân phận của ông vẫn còn muốn mặt mũi. Biểu hiện của ông tuy rằng rộng lượng, nhưng trong lòng vẫn còn có chút căm tức, ngay cả Đông Giang cũng có thành kiến. Tát Đức Môn Thác cho tới bây giờ cũng không là một người quang minh lỗi lạc, buông ly rượu xuống, cười tủm tỉm nói với Trương Dương, chúng ta là bạn thân. Sau này tôi muốn thông qua chúng ta làm sâu sắc quan hệ giữa Trung Mỹ. Trong lòng Trương Dương biết chuyện này quá lớn, phỏng chừng không làm chủ được, nâng ly rượu mỉm cười nhìn Tát Đức Môn Thác. Chờ ông ta nói tiếp. Tát Đức Môn Thác nói, tôi có một đề nghị New York và Nam Tích kết thành thành phố hữu hảo, cậu xem thế nào? Trương Dương vừa nghe sửng sốt, đây chính là cái bánh từ trên trời rơi xuống, bất quá lúc đầu Đông Giang có ý định kết thành thành phố hữu hảo với New York, bọn họ giữa đường giết ra, không phải giống như cướp giật sao? Tát Đức Môn Thác nói, chúng ta kết thành thành phố hữu hảo, có thể tiến thêm một bước tăng mạnh vãng lai chính trị kinh mậu của hai thành phố, đẩy mạnh phát triển quan hệ của hai thành phố, có thể tạo ra tác dụng quan trọng trong quan hệ Trung Mỹ, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Tát Đức Môn Thác sở dĩ chủ động kết thành thành phố hữu hảo với Nam Tích, nguyên nhân là muốn báo đáp ơn cứu mạng của Trương Dương, còn có một nguyên nhân chính là bởi vì chuyện của Lương Hiểu Âu liên quan đến Đông Giang các người không phải muốn thông qua tôi kết thành thành phố hữu hảo với New York sao? Tôi không để cho các người như nguyện. Tát Đức Môn Thác có lý do của mình, ông ta cho rằng Đông Giang phái Lương Hiểu Âu chủ động liên hệ với mình, cũng là nhìn ra ông thích Lương Hiểu Âu, cho nên mới làm vậy. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Tát Đức Môn Thác cho rằng Đông Giang không có thành ý. Thật ra đây là cái lý do hết sức vớ vẩn. Lương Thiên Chính cho dù khát vọng kết thành thành phố hữu hảo với New York, cũng không đến mức đem cháu gái của mình làm lễ vật cho ông ta. Thường Lăng Phong chớp mắt vài cái với Trương Dương. Đây là chuyện tốt cực lớn, vô luận Tát Đức Môn Thác xuất phát từ nguyên nhân gì, không thể nghi ngờ đều là lợi ích cực tốt của Nam Thích, chuyện này chỉ cần thành. Trương Dương thu được một chiến tích khiến cho người khác hâm mộ. Đối với kinh mậu cũng là chỗ tốt lớn lao. Trương Đại Quan Nhân vốn dĩ cũng không dự định trở thành thành phố hữu hảo với New York, dù sao Nam Thích chỉ là một thành phố nhỏ, so với New York loại thành phố quốc tế này, khác biệt không phải chỉ một chút nửa điểm. Huống chi Đông Giang đã nhắm vào trước, so với chính trị kinh tế của Đông Giang coi như không khác biệt lắm. Bất quá hẳn là kém một chút thôi, vốn dĩ hắn cũng hy vọng có thể mượn cơ hội lần này đạt thành một hiệp ước, tiến cử một ít hạng mục. Cho dù là như vậy, Lý Trường Vũ cũng đều có chút hài lòng rồi, và lại không làm cho bên phía Đông Giang hờn giận. Hiện tại Tát Đức Môn Thác lại còn nói muốn thúc đẩy New York và Nam Tích trở thành thành phố hữu hảo, Trương Dương tuy rằng vui vẻ, nhưng trong lòng có chút bán tín bán nghi. Dù sao Tát Đức Môn Thác cũng đã uống rượu, buổi tối ngày hôm nay rơi xuống nước cũng uống không ít nước, đầu óc không phải có chút hồ đồ chứ. Làm một tham nghị viên không thể tùy tiện nói lung tung. Trương Dương nói, ông nói có thật không? Tát Đức Môn Thác rất nghiêm túc gật đầu nói, chúng ta là bạn thân,
New York và Nam Tích đương nhiên cũng muốn thành thành phố bản thân rồi. Trương Đại Quan Nhân nói, chỉ là, Nam Tích chúng tôi chỉ là một thành phố nhỏ, địa vị kinh tế chính trị của hai thành phố hình như không ở trên một đường thẳng. Hắn đang trình bày sự thật, Thường Lăng Phong giúp hắn phiên dịch qua. Tát Đức Môn Thác cười nói, cái gì mà trên một đường thẳng? Vatican có nhỏ hay không? Nhưng trên sân khấu chính trị quốc tế lại cùng cấp với nước Mỹ, New York, Nam Tích không có gì khác biệt, tôi là tham nghị viên Đảng Cộng Hòa. Cậu là cán bộ của Trung Quốc, cái này cũng không trở ngại chúng ta trở thành bạn thân, vô luận là người Mỹ hay là người Trung Quốc, sinh ra đều bình đẳng, cậu cảm thấy phân biệt, là bởi vì cậu dùng kính mắt khác màu nhìn thế giới này. Trương Đại Quan Nhân nghe Thường Lăng Phong phiên dịch xong, kích động gật đầu liên tục. Mẹ nó cái tay Tát Đức Môn Thác này, rốt cuộc đúng là tham nghị viên. Nói chuyện đích thực ra màu ra mùi thật, làm mình nói không nên lời, quả thật mọi người đều là bình đẳng. Thành phố và thành phố cũng là như nhau, một cọng lông cũng không khác biệt. Trương Dương nâng ly rượu nói, lão Tát, vì những lời này của ông tôi phải làm một ly với ông, người bạn này tôi phải quen. Tát Đức Môn Thác nói, khi cậu ở trên cao, thấy tôi rơi xuống nước, không chút do dự nhảy xuống đi cứu tôi. Người Mỹ chúng tôi cũng có lương tâm, tôi cũng hiểu được cảm ơn. Trương Dương không tin Tát Đức Môn Thác nói, thằng nhãi này là một chính khách, ngày hôm nay nói như vậy, ngày mai vừa cảm giác tỉnh ngủ còn không biết sẽ thế nào nói, bất quá ngày hôm nay Tát Đức Môn Thác bị Lương Hiểu Âu đẩy cho rơi xuống nước. Tâm tình rõ ràng đã bị ảnh hưởng, từ điểm này mà nói, Trương Dương và Nam Thích đều là người được lợi. Tát Lạp và Đỗ Lạp ở đàng kia nhảy không đã ghiền. Rốt cục đến đây kéo Trương Dương bọn họ đi qua, Tát Đức Môn Thác uống chút rượu, rõ ràng hưng ác lên. Hoa chân múa tay vui sướng, Trương Dương nhìn thằng nhãi này lắc đầu lắc mông, không khỏi vui vẻ. Đổi thành quan viên đồng dạng thân phận trong nước, hành động như vậy tuyệt đối không bao giờ xuất hiện. Một đêm này chơi rất vui vẻ, Trương Dương hơn 2 giờ sáng mới trở về gian phòng của mình, nửa đêm, hai cô gái nước Mỹ say khướt đến đây gõ cửa, Trương Đại Quan Nhân kiên quyết xác định là không đụng vào, ở thời khắc mấu chốt, thằng nhãi này vẫn rất quan tâm đến hình tượng của quốc gia. Tát Đức Môn Thác không phải mới nói đã quên. Ngày hôm sau khi trời sáng lúc ông ta rời đi, đặc biệt cảm ơn phía Nam Tích thịnh tình khoản đãi, lại đặc biệt nhấn mạnh với Trương Dương mình sẽ xử lý chuyện Nam Tích và New York ký kết thành phố hữu hảo. Trương Dương trước đó cho Thường Lăng Phong chuẩn bị một bộ sách bìa cứng tên là Học Dày Mặt, đưa cho Tát Đức Môn Thác, bất quá hắn cũng biết Tát Đức Môn Thác không xem hiểu tiếng Trung, thuận tiện đưa cho Tát Đức Môn Thác một tượng Phật Bình An, đây là lễ vật của Tam Bảo Hòa Thượng cho hắn. Thường vụ phó thị trưởng Đông Giang Tùy Quốc Minh cũng không biết giữa bọn họ đã đạt thành hiệp nghị, bất quá ông ta từ thái độ của Tát Đức Môn Thác đối với phe mình cũng cảm giác được chuyện này có chút không ổn. Lương Hiểu Âu đột nhiên rời đi, khiến cho Tát Đức Môn Thác đối với Đông Giang đột nhiên trở nên xa lánh rất nhiều, xem ra tương lai hai tòa thành phố ký kết thành phố hữu hảo không ổn. Chương 745, Phát triển kỳ ngộ. 1. Nhìn theo xe buýt của đoàn đại biểu nước Mỹ rời đi, Thường Lăng Phong cười nói, lần này cậu uy phong rồi. Chỉ cần Nam Tích có thể cùng New York trở thành thành phố hữu hảo, đây chính là một đại công làm cho người ta hâm mộ. Trương Đại Quan Nhân cười hắc hắc nói, Tát Đức Môn Thác là một lão bánh quẩy, loại chính khách này nói nghe một chút thì nên quên đi, cậu thật tin tưởng. Thường Lăng Phong nói, theo tôi thấy ông ta không giống nói giỡn. Trương Dương nói, Tát Đức Môn Thác là tham nghị viên của bang New York và thành phố New York là hai khái niệm, chuyện thành phố hữu hảo ông ta nói không tính, thị trưởng New York nói mới tính. Thường Lăng Phong nói, Tát Đức Môn Thác có năng lượng rất lớn, chỉ cần ông ta làm thật tình, tôi thấy chuyện này vấn đề không lớn. Chuyện thành phố hữu hảo tuy rằng tạm thời không cách nào xác định, nhưng nơi sản xuất của công ty English Bender cũng sắp có tin tức, Tát Lạp sau khi tổng hợp khảo sát Đông Giang, Lam Sơn, Nam Tích ba thành phố, làm một phần báo cáo tổng hợp ước định với công ty, hiệu suất làm việc của công ty cũng rất cao, trong vòng một tuần đã cho Nam Tích tin tức, phó tổng tài công ty sẽ đến Nam Tích cuối tháng này. Tiến hành khảo sát thực địa đối với khu khai phá Nam Tích, nếu như kết quả khảo sát thỏa mãn, công ty English Bender sẽ tại Nam Tích thành lập nơi sản xuất đầu tiên tại Trung Quốc. Tin tức truyền tới Nam Tích, toàn bộ lãnh đạo cảm thấy phấn chấn dị thường, Lý Trường Vũ tuyên bố chuyện này trên cuộc họp thường ủy, ông nói vừa xong, toàn thể thường ủy cùng nhau vỗ tay, trong khoảng thời gian này Nam Tích và lãnh đạo bọn họ đều như nhau, bị mặt trái của ám ảnh bao phủ, bọn họ quá cần đạt được một thành tựu trên chính trị hoặc kinh tế. Cũng chỉ có như vậy mới có thể phấn chấn lãnh, quét đi vẻ lo lắng của bầu trời chính đàn Nam Tích. Thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ không kiềm chế được nội tâm kích động nói, công ty English Bender là công ty cung ứng máy tính lớn nhất toàn cầu,
nếu như bọn họ có thể ở lại Nam Tích, chắc chắn làm cho ánh mắt cả thế giới hướng về Nam Tích. Nam Tích có thể nhờ chuyện này mà hoàn thành bước đầu tiên chuyển hình từ xí nghiệp truyền thống hướng lên công nghiệp hiện đại công nghệ cao. Biểu tình của Lý Trường Vũ tuy rằng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng kích động, chuyện này có thể nói là vô tình có được, Nam Tích chỉ là đứng ra tiếp đãi đoàn đại biểu nước Mỹ. Ai cũng không ngờ rằng Trương Dương có quan hệ tốt đẹp với đội trưởng Tát Đức Môn Thác của đoàn đại biểu. Càng trùng hợp hơn là, Tát Đức Môn Thác rơi xuống nước được Trương Dương xả thân cứu người. Trương Dương từ bạn tốt của ông ta nhanh chóng biến hóa thành ân nhân cứu mạng của Tát Đức Môn Thác, người Trung Quốc chú trọng tri ân báo đáp. Người ngoại quốc xem ra cũng không khác biệt lắm. Tát Đức Môn Thác đã nói muốn thúc đẩy Nam Tích và New York trở thành thành phố hữu hảo. Chuyện này rất nhiều người đều đã biết, thế nhưng Lý Trường Vũ vẫn không nhắc tới trong trường hợp công khai. Bởi vì hắn và suy nghĩ của mấy người khác đều như nhau, Nam Tích và New York căn bản không cùng một cấp bậc, khả năng trở thành thành phố hữu hảo có thể không lớn, huống chi Đông Giang mất nhiều khổ cực như vậy, mục đích của bọn họ chính là muốn trở thành thành phố hữu hảo với New York. Nam Tích không thể làm chuyện giành chén cơm của người khác. Lý Trường Vũ nói, quản lý mở rộng hải ngoại của công ty English Bender, tiến hành khảo sát nhiều lần giữa Đông Giang, Nam Tích, Lam Sơn. Cuối cùng quyết định chọn Nam Tích làm đối tượng khảo sát lần thứ hai, chúng ta nhất định phải quý trọng cơ hội này. Lần này phó tổng tài của công ty English Bender đến Nam Tích, chúng ta cần tận lực lưu lại cho người ta ấn tượng tốt, thúc đẩy công ty English Bender ở lại khu khai phá kinh tế Nam Tích. Thị trưởng Hạ Bá Đạt nói, Lý Bí Thư, hiện ở bên ngoài đồn Nam Tích chúng ta muốn trở thành thành phố hữu hảo với New York, chuyện này không biết là thật không? Một câu nói đem lực chú ý của mọi người đều tập trung tới trên người của Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nở nụ cười một tiếng nói, đoàn đại biểu nước Mỹ lúc du ngoạn tại Cẩm Loan, đội trưởng đoàn đại biểu Tát Đức Môn Thác vô ý rơi xuống nước, lúc đó Trương Dương đồng chí vừa vặn ở đấy, phấn đấu quên mình cứu hắn từ trong nước lên, Tát Đức Môn Thác vì biểu thị cảm ơn, vì vậy nói cảm như thế, bên trong cũng không có nhắc tới chuyện thành phố hữu hảo, chỉ bất quá là nhấn mạnh Trung Mỹ hữu hảo, Nam Tích và New York nhân dân hữu hảo, lời nói này không biết bị ai hiểu lầm ý tứ. Truyền đồn thành Nam Tích chúng ta muốn trở thành thành phố hữu hảo với New York. Là tin vịt, ha ha. Lý Trường Vũ đương nhiên sẽ không thừa nhận, chuyện này thật sự quá nhạy cảm, dù sao Tát Đức Môn Thác đi rồi, thì không còn thu được tin tức về thành phố hữu hảo. Lý Trường Vũ cho rằng chuyện này trên cơ bản đã qua, phía Mỹ không chủ động nhắc tới, ông đương nhiên sẽ không nói ra. Hạ Bá Đạt nói, thật sự là không ngờ rằng Trương Dương lần này cứu người thành một chuyện tốt của Nam Tích chúng ta. Nếu như công ty English Bender có thể ở lại Nam Tích, chúng ta phải cho hắn một phần công lao. Hạ Bá Đạt nói lời này cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, vô luận tình nguyện hay không tình nguyện, Trương Dương đều lập công lớn trong chuyện này, ai cũng không thể phủ định sự thật. Thị ủy phó bí thư Ngô Minh mới từ kinh thành trở về không lâu, thấy Trương Dương lại ra danh tiếng, trong lòng rất khó chịu, thằng nhãi này sao tốt số như vậy. Trong lòng khó chịu, không nhịn được dội một gáo nước lạnh. Ngô Minh nói, có câu có thể tôi không nên nói, bất quá tôi phải nhắc nhở các vị, đoàn đại biểu nước Mỹ là Đông Giang mời tới. Sau khi khảo sát Đông Giang, một hạng mục cũng chưa ký, tôi nghe nói Đông Giang có ý đồ trở thành thành phố hữu hảo với New York. Theo hiện nay tình huống mà xem, chuyện này cũng không thành, chính phủ Đông Giang có thể nói là không còn gì hết. Chúng ta nếu như ký hạng mục với công ty English Bender, có thể khiến cho Đông Giang có suy nghĩ. Chuyện theo như lời của Ngô Minh thật ra cũng là mâu thuẫn trong lòng của Lý Trường Vũ, ở đây đa số thường ủy cũng đều nghĩ tới chuyện này, chỉ là những người khác không nói ra. Thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ nói, hiện tại chúng ta và công ty English Bender cũng không có ký kết gì, thật ra cho dù ký, tôi cảm thấy cũng không có gì xấu hổ, Đông Giang và Nam Tích đều lệ thuộc Bình Hải, tuy rằng Đông Giang là thành phố cấp tỉnh, là lão đại của chúng ta, nhưng trên địa vị kinh tế chúng ta là cùng cấp. Công ty English Bender lựa chọn chúng ta, không lựa chọn bọn họ, quyền chủ động nằm ở phía công ty English Bender, chúng ta không làm gì được suy nghĩ của người khác, lẽ nào vì gặp mặt sau này. Chúng ta muốn từ chối công ty English Bender chủ động tới cửa. Như vậy mới có vẻ là tình thân, như vậy mới không lo lắng có người nói chúng ta đá chén cơm của anh em. Ngô Minh nói, tôi không phải ý tứ này, tôi nói chúng ta cần lo lắng đến cảm thụ của người khác. Chương 746, phát triển kỳ ngộ. 2. Lý Trường Vũ gật đầu, Hạ Bá Đạt không nói chuyện, ông rất tán thành Ngô Minh nói. Lý Trường Vũ nói, các đồng chí khác có ý kiến gì không? Bí thư Mã Thiên Dực mới tới Ủy ban Kỷ luật nói, tôi cảm thấy thị trưởng Cung nói không sai, trong thời đại bây giờ, giữa thành phố anh em là một loại hợp tác lẫn nhau và cạnh tranh lẫn nhau, đương nhiên loại cạnh tranh này không phải là phá lẫn nhau.
mà là một loại cạnh tranh lành mạnh, trong cạnh tranh cùng nhau phát triển. Công ty English Bender sau khi khảo sát nhiều mặt mới tuyển định Nam Tích chúng ta làm đối tượng khảo sát lần thứ hai. Vô luận bọn họ lựa chọn ai, ai cũng không sẽ từ chối, quyền chủ động trong tay người ta. Dựa theo lý luận của một vài đồng chí, chúng ta và Đông Giang là anh em, Đông Giang coi trọng một người bạn, muốn chơi cùng hắn, nhưng mà người ta không muốn, người ta nguyện ý kết giao bạn bè cùng Nam Tích, lẽ nào chúng ta vì Đông Giang, cần phải từ chối người ta? Xin lỗi, chúng ta làm chính trị, cũng không phải con nít chơi với nhau, trẻ con như thế làm gì? Một câu nói đem tất cả mọi người ở đây nở nụ cười. Mã Thiên Dực bình thường không nói cười, làm những người nở nụ cười, trên mặt mình vẫn không có một chút nụ cười. Mã Thiên Dực nói, tôi từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ cần chúng ta không dùng thủ đoạn gì, quang minh chính đại làm việc, thì nhất định không thẹn với lương tâm, người khác nói cái gì cũng không quan trọng. Mọi người đồng thời vỗ tay, bao gồm Ngô Minh ngã theo hướng gió cũng nhanh, hắn cười nói, nghe Mã Bí Thư vừa nói như thế, trong lòng tôi liền rõ ràng hơn. Chúng ta không có lý do đem cơ hội phát triển tự mò đến cửa đuổi đi. Lúc này thư ký của Lý Trường Vũ kích động đi vào phòng họp, hắn cúi vào bên tai Lý Trường Vũ nói cái gì, dựa theo tình huống bình thường, loại sự tình này rất ít phát sinh của, tất cả mọi người dự liệu rằng khẳng định có chuyện quan trọng phát sinh. Lý Trường Vũ nghe xong rõ ràng có chút kích động, tuy rằng hắn cố gắng chấn định, nhưng hưng phấn và kích động vẫn không khống chế được lộ ra, hắn ho khan một tiếng, dùng âm thanh vui mừng tuyên bố các vị thường ủy đồng chí. Chính phủ thành phố New York đã chính thức phát lời mời với chúng ta. Bọn họ hy vọng thành lập quan hệ thành phố hữu hảo với Nam Tích, mưu cầu giao lưu và phát triển chính trị kinh tế trường kỳ ổn định. Lời nói của Lý Trường Vũ bị tiếng vỗ tay như sấm bên tai bao phủ. Người đầu tiên nhận tin tức này chính là Trương Dương, Tát Đức Môn Thác đặc biệt gọi điện thoại từ nước Mỹ tới, đem tin tức New York muốn trở thành thành phố hữu hảo với Nam Tích nói cho hắn. Cảm giác đầu tiên của Trương Dương là cái quái gì thế? Cảm giác thứ hai mới là kích động, mẹ nó. Quả nhiên, trên đời này không có chuyện gì là không có khả năng, chỉ cần trong chỗ then chốt có người của mình, bất luận chuyện gì đều có thể làm được. Buông điện thoại, Trương đại quan nhân vẫn đang cảm giác được có chút nhiệt huyết sôi trào. Lần này mình cho Nam Tích mặt mũi, New York là thành phố lớn trên quốc tế, Nam Tích chỉ là một thành phố nhỏ của Bình Hải, chính là mình ra tay mới thúc đẩy Nam Tích và New York thành lập quan hệ thành phố hữu hảo, đây là gì? Chiến tích, đây là chiến con mẹ nó tích. Đây là chiến tích huy hoàng con mẹ nó không gì sánh được, Trương đại quan nhân lập tức bắt đầu suy nghĩ, Lý Trường Vũ có phải là nên có cái gì đó cho mình không? Có phải là nên thưởng cho mình hay không? Trương đại quan nhân đang ngồi ở bàn công tác đắc ý suy nghĩ, Thường Lăng Phong và Thường Hải Tâm cùng nhau gõ cửa đi đến. Thấy sắc mặt vui mừng của Trương Dương, hai người đều đoán được hắn gặp chuyện vui, Thường Hải Tâm đem một phần báo cáo đặt ở trước mặt hắn, Trương Dương nhìn cũng không nhìn ký tên ngay. Thường Hải Tâm nói, anh không nhìn, không sợ em hại anh sao? Trương Dương cười nói, mấy người là người tôi tin được. Thường Hải Tâm thản nhiên cười, cầm lấy báo cáo, không làm phiền các người nói chuyện chính sự. Trương đại quan nhân nhìn cô ấy xoay người rời đi, đường cong cực kỳ mê người, Thường Hải Tâm bị hắn tắm tưới càng phát ra gợi cảm mỹ lệ, nếu không phải có Thường Lăng Phong ở đây, hắn khẳng định sẽ đi tới bóp một cái. Thường Hải Tâm rời đi, Thường Lăng Phong ngồi xuống đối diện Trương Dương. Cười nói, chuyện gì làm cậu vui như vậy? Trương Dương đem chuyện New York đã chính thức phát lời mời muốn trở thành thành phố hữu hảo với Nam Tích. Thường Lăng Phong cười nói, tôi đã sớm nói rồi chuyện này có thể thành, tôi đối với Tát Đức Môn Thác đã làm lý giải đặc biệt, ông ta trong chính đàn New York có lực ảnh hưởng rất lớn, gia tộc của ông ta đa số đều là chính khách, hiện giữ thị trưởng New York đi lại thân mật với ông ta, nếu không cái vụ thành phố hữu hảo cũng sẽ không dễ dàng bị ông ta đối phó. Thường Lăng Phong đến đây là muốn nói cho Trương Dương biết về chuyện tình của công ty English Bender, đoàn đại biểu nước Mỹ đi rồi, liên hệ giữa hắn và Tát Lạp từ đầu đến cuối không có gián đoạn, trong thư kế hoạch của Tát Lạp, kiến nghị và tư liệu của Thường Lăng Phong chiếm một phần quan trọng, cho nên mới thúc đẩy công ty English Bender trong thời gian ngắn quyết định tới Nam Tích khảo sát lần thứ hai. Trương Dương nói, nhà đầu Tát Lạp không tồi, rất sảng khoái. Thường Lăng Phong cười nói, Tát Lạp và Đỗ Lạp đều rất thích cậu. Tôi thấy muốn cho chuyện này thuận lợi ký kết, cần phải hy sinh một chút nhan sắc. Trương đại quan nhân xì một tiếng khinh miệt, cậu cho rằng tôi tùy tiện như thế. Tôi không có cảm xúc đối với những người như vậy. Thường Lăng Phong nói, tôi nhận thức cậu lâu như vậy, vẫn cảm giác được cậu rất tùy tiện. Nói xong, ngay cả chính hắn cũng không nhịn được nở nụ cười. Trương Dương nói, tôi là ngoài mặt tùy tiện, thật ra tôi có nguyên tắc của tôi và giới hạn của tôi.
đừng nói chuyện này nữa, theo cậu thấy công ty English Bender có thể ký kết được không? Thường Lăng Phong nói, không thành vấn đề, khu khai phá Đông Giang và Lam Sơn phát triển đi trước chúng ta, thế nhưng Nam Tích cũng có điểm mạnh của Nam Tích, tiện nghi theo như lời của cậu là một then chốt bên trong, còn có một cái rất quan trọng là, công nghiệp điện tử của Nam Tích chúng ta lúc đầu cũng rất phát đạt, toàn bộ Bình Hải, nhà máy linh kiện điện tử của Nam Tích là nhiều nhất, kinh doanh tình trạng không tồi, cái này cam đoan một cơ sở có người làm, công ty English Bender nhìn chúng hẳn là cái này. Trương Dương nói, công ty English Bender ở lại Nam Tích, đây chính là sự kiện oanh động tính. Thường Lăng Phong nói, chuyện oanh động cũng có một ngày trở về bình thản, chủ nhiệm Trương, chúng ta không nên chìm đắm trên thành tích, hẳn là phải nhìn xa hơn. Trương Dương từ trước đến nay đều tôn trọng ý kiến của Thường Lăng Phong, hắn đứng dậy rót trà cho Thường Lăng Phong, thành khẩn nói, cậu có suy nghĩ gì, nói cho tôi nghe một chút. Thường Lăng Phong nói, công ty English Bender là đại biểu của ngành công nghiệp máy tính. Nhất cử nhất động của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ ngành công nghiệp máy tính. Chúng ta không thể chỉ suy nghĩ muốn English Bender ở lại Nam Tích, phải mượn gió đông của bọn họ vì Nam Tích mưu cầu phát triển và lợi ích lớn hơn nữa. Chương 747, Phát triển kỳ ngộ. 3. Trương Dương nói rõ ràng chút. Thường Lăng Phong nói, từ khi tiến vào niên đại 90 tới nay, ngành sản xuất máy tính phát triển rất nhanh, sớm có người tiên đoán, thế giới của 10 năm kế tiếp sẽ là 10 năm phổ cập máy tính. Bên trong ẩn chứa một thị trường thật lớn, cái này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một cơ hội. Công ty English Bender nếu như có thể thuận lợi ở lại Nam Tích, chúng ta có thể nhờ vào chuyện này, thúc đẩy sản nghiệp công nghệ cao Nam Tích, biến Nam Tích thành thung lũng điện tử của nước Mỹ. Trương Dương nói, hình như một trong các mục đích Đông Giang mời bọn họ tới chính là muốn dựng khu công nghệ cao. Thường Lăng Phong nói, khu công nghiệp truyền thống đã không thể thích ứng phát triển của thời đại, sự kiện ô nhiễm của khu công nghiệp quốc tế tại Đông Giang. Cậu là người chứng kiến toàn bộ quá trình, vì chuyện này, mới thúc đẩy Đông Giang chuyển hình, bọn họ muốn làm khu công nghệ cao, thúc đẩy xí nghiệp phát triển, bọn họ muốn đem công ty English Bender mời đến, thế nhưng công ty English Bender nhìn chúng Nam Tích, cơ hội đã tới trước mặt chúng ta có thể nắm chặt hay không? Trương Dương nghe cũng kích động lên, hắn gật đầu nói, chuyện này để tôi làm, tôi lập tức đi tìm Lý Bí Thư. Thường Lăng Phong nói, chuyện này không cần nóng vội, không chỉ Nam Tích. Các thành phố khác sẽ thuận theo phát triển theo thời đại, làm khu công nghệ cao, tin tưởng Lý Bí Thư hẳn là có thể thấy điểm này. Có cơ hội như vậy, ý nghĩ của chúng ta cũng phải làm ra thay đổi. Trương Dương nâng tách trà lên uống một hớp lớn nói tiếp đi. Thường Lăng Phong nói, cho tới nay Nam Tích làm vấn đề kinh mậu rất quả đoán, nhưng bọn họ trong phương diện chủ đề kinh mậu lại rất mơ hồ, cải cách mở ra, các nơi toàn quốc đều đang làm kinh mậu là vì chiêu thương dẫn tư. Mọi người cho rằng chỉ cần kéo đầu tư đến, kéo hợp đồng đến, kinh mậu thành công, thế nhưng có rất ít người suy nghĩ, kéo hạng mục đến rốt cục là thích hợp với thành phố hay không, phát triển phương hướng của mình thành phố sau này là cái gì. Hiện tại kéo hạng mục đến có thể cho thành phố lợi ích ngắn hạn, nhưng lâu dài. Theo thời đại phát triển, những hạng mục khổ cực chiêu thương dẫn tư có thể trở thành trói buộc và gánh vác của ngày sau hay không, ảnh hưởng đến phát triển thời gian tới của thành phố. Tất cả cái này và ánh mắt của người lãnh đạo có quan hệ, cũng có quan hệ với quy hoạch lâu dài của thành phố. Một thành phố thiếu quy hoạch lâu dài, chắc chắn tạo thành một lần rồi lại một lần lãng phí. Trương Dương khen, nói cũng đúng. Lời nói này của Thường Lăng Phong là lời hắn vẫn muốn nói mà nói không nên lời. Khu công nghiệp quốc Đông Giang Tế cũng là một ví dụ. Lãnh đạo của Đông Giang lúc trước mù quáng chiêu thương, thiếu quy hoạch đối với phát triển sau này, trong thời gian ngắn. Khu công nghiệp quốc tế từ chỗ tốt của Đông Giang biến thành chỗ xấu, chuyển biến không thể tránh được. Thường Lăng Phong nói, chỉ là không biết lãnh đạo của thành phố rốt cuộc nghĩ như thế nào. Bọn họ nhìn chúng rốt cuộc là phát triển lâu dài của Nam Tích, hay là hiệu quả và lợi ích trong thời gian ngắn, thu được đủ chiến tích, kiếm vốn thăng chức. Trương Dương nói, cậu vừa nói như thế, đầu óc tôi liền rõ ràng, kinh mậu của chúng ta lần này toàn bộ phải có chủ đề rõ ràng, phải có hướng đi. Công ty English Bender nếu nguyện ý ở lại Nam Tích, chúng ta làm việc với máy tính, làm một hội chiêu thương, cùng với mở rộng toàn diện trên mạng, không bằng cứ làm một cái, chúng ta đem lực chú ý tập trung trên mạng thôi. Thường Lăng Phong cười nói, năng lực lý giải của cậu luôn luôn rất mạnh. Trương Dương nói, cũng được cậu dẫn dắt, cậu không nói ra, tôi cũng nghĩ không ra chuyện này. Thường Lăng Phong nói, tôi chỉ là một người thích suy nghĩ ra được rất nhiều chuyện nhưng đều lười đi làm. Trương Dương cười nói, tôi lại là một người thích làm việc, cậu chỉ cần nghĩ, thì tôi dám làm. Hai người nhìn nhau,
đồng thời cười ha ha lên. Trương Dương nói được thì làm được, hắn đầu tiên đi tìm Thường vụ phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ, giữa bọn họ phối hợp rất tốt, so sánh với Lý Trường Vũ, tính tình của Cung Kỳ Vĩ càng thẳng thắn, cũng càng dễ nói chuyện. Cung Kỳ Vĩ thấy Trương Dương đến đây, lập tức cười nói, Trương Dương, tôi muốn nói cho cậu một tin tức tốt. Ông nói xong lập tức lại nghĩ tới chuyện này cũng là Trương Dương nỗ lực thành công, hắn hẳn là biết trước hơn cả mình. Cung Kỳ Vĩ nói, cậu biết rồi sao? Trương Dương cười nói, chưa nói chuyện gì, tôi làm sao biết? Cung Kỳ Vĩ cười lấy tay chỉ Trương Dương, sau đó đứng lên, và cùng Trương Dương ngồi xuống sofa dưới, bên New York đã chính thức gửi lời mời, hy vọng cùng Nam Tích chúng ta kết làm thành phố hữu hảo. Trương Dương nói, chuyện tốt. Cung Kỳ Vĩ nói, chuyện này ít nhiều cũng nhờ cậu, nếu như không quan hệ của phải cậu và Tát Đức Môn Thác, cái chuyện tốt này cũng sẽ không rơi trên đầu Nam Tích chúng ta. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, ông cảm thấy là chuyện tốt. Cung Kỳ Vĩ gật đầu, đương nhiên. Trương Dương nói, có thế có rất nhiều người nói, tôi vì ham lập công, giành chén cơm của anh em, thậm chí đem nhân phẩm của tôi hạ thấp xuống. Cung Kỳ Vĩ cười nói, ai nói? Đó là bởi vì bọn họ ghen ghét, toàn bộ lãnh đạo Nam Tích chúng ta đều cho rằng cậu lập công lớn, khoảng thời gian này, Nam Tích bởi vì chuyện của nhóm người từ Quang Nhiên mà không còn mặt mũi. Cán bộ Nam Tích chúng ta từ trên xuống dưới đều cảm thấy mất mặt, hiện tại kết thành thành phố hữu hảo với New York, đây là chuyện có bao nhiêu mặt mũi. Trương Dương cậu lập đại công rồi. Trương Dương nói, thật sự lập đại công. Cung Kỳ Vĩ nói, thật sự. Ông từ ánh mắt của thằng nhãi này nhìn ra có chút không đúng, đột nhiên ý thức được mình có thể lọt vào cái bẫy của hắn rồi. Trương Dương nói, lập công lớn cũng không thể chỉ biểu dương bằng miệng, chúng ta chú ý nhất cũng là thực tế, vậy thì... Lãnh đạo các người có phải là cho tôi chút phần thưởng tương đối thực tế không? Cung Kỳ Vĩ nói, thanh niên ưu tú năm nay của Nam Tích không chạy khỏi cậu. Trương Đại Quan Nhân làm vẻ mặt chẳng đáng nói, thanh niên của tỉnh tôi còn làm qua rồi. Hắn khinh thường loại danh dự này, không có ý nghĩa, cho dù là toàn quốc cũng không khác biệt. Cung Kỳ Vĩ nói, thành phố hữu hảo chính thức ký kết, tôi xin tiền thưởng cho cậu. Trương Dương nói, tôi không quan tâm đến tiền. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi biết cậu quan tâm cái gì, cậu muốn thăng quan. Trương Đại Quan Nhân tươi cười rạng rỡ. Cung Kỳ Vĩ nói, nếu không tôi lui ra, đem vị trí của tôi tặng cho cậu. Trương Đại Quan Nhân có chút thẹn thùng, Cung Kỳ Vĩ đang chế giễu mình đây mà. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, ông còn trẻ, sao có thể nghỉ hưu sớm như vậy? Chương 748, phát triển kỳ ngộ. 4. Cung Kỳ Vĩ nói, tên nhóc cậu. Đừng suốt ngày chăm chú vào chức quan, quan làm càng lớn, phiền não lại càng nhiều, thời gian của mình cũng lại càng ít, cậu hiện tại tự do tự tại phải không? Từ khi tôi làm thường vụ phó thị trưởng, mỗi ngày đều bận từ sớm đến tối, hiện tại chị dâu của cậu và Nhã Hinh hai người đều giận tôi, nói trong nhà đã không còn thấy con người của tôi. Trương Dương nói, không có biện pháp công tác và sinh hoạt không thể chú ý, cán bộ chúng ta đều như vậy. Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương, mọi việc không thể nóng vội. Cho dù cậu có năng lực cũng không có khả năng một bước nhảy lên đỉnh, cậu nhìn xung quanh đi, có ai mà không từng bước mới có vị trí hiện tại. Cậu còn trẻ mà đã là chính sử, theo thời gian dần chơi, ổn định từ từ, làm vững chắc cơ sở, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước, tôi nói có đúng không? Trương Dương cười nói, tôi chỉ nói chơi với ông thôi, ông thật đúng là đem tôi trở thành một người mê làm quan à. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi biết cậu không phải, nhưng biểu hiện ra ngoài của cậu xác thực có chút giống. Trương Dương nói, chuyện tình của công ty English Bender cũng có rồi, sắp tới bọn họ sẽ đến Nam Tích. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi đã biết, đang muốn tìm cậu bàn chuyện này. Công ty English Bender lần này cử người tới là phó tổng tài, tôi thấy công tác tiếp đãi hay là do cậu phụ trách, nhất định phải cố gắng lớn nhất, tranh thủ đem công ty English Bender ở lại Nam Tích. Trương Dương nói, chuyện này tôi sẽ làm, ông chỉ cần yên tâm, ngày hôm nay tôi đến tìm ông còn có một việc chuyện rất quan trọng. Cung Kỳ Vĩ nói. Trương Dương nói, tôi cảm thấy chúng ta xác định kinh mậu mùa thu có chút không rõ, mục đích cũng không rõ ràng. Hắn chậm rãi nói, đem những cái nghe được từ chỗ Thường Lăng Phong tất cả thuật lại một lần, bất quá thêm vào công phu trau chuốt của mình, hiệu quả hẳn là rất tốt. Cung Kỳ Vĩ nghe hắn nói xong thật sự có loại cảm giác rộng mở, ông cũng đang lo lắng lợi dụng cơ hội công ty English Bender ở lại của Nam Tích làm một khu công nghiệp công nghệ cao, nhưng Trương Dương nghĩ hơn cả ông. Thậm chí nghĩ tới kinh mậu mùa thu lần này, đem kinh mậu tổng hợp lại thành một ngày hội có mục đích chuyên nghiệp, cái này đích thật là khai thác một suy nghĩ mới, hơn nữa suy nghĩ này có thể dùng kinh diễm để hình dung.
Cung Kỳ Vĩ một lần nữa nhìn lại Trương Dương, phát hiện tên nhóc này không chỉ dám làm, hơn nữa còn dám nghĩ. Trương đại quan nhân bị Cung Kỳ Vĩ nhìn có chút không được tự nhiên, hắn ho khan một tiếng nói, vậy thì. Chuyện này cũng không phải chủ ý của tôi, Thường Lăng Phong giúp tôi chỉ ra chỗ quan trọng. Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương, cậu có biết cái đề thiết này đối với tương lai của Nam Tích chúng ta có bao nhiêu ý nghĩa không? Trương Dương lắc đầu, hắn thật sự không biết. Cung Kỳ Vĩ nói, cho tới nay tôi đều suy nghĩ, ngành điện tử Nam Tích có cơ sở hùng hậu, mấy năm nay phát triển rất mạnh, chúng ta muốn dựa vào ưu thế bản địa, tạo ra nét kinh tế đặc sắc, English Bender nếu như có thể thuận lợi ở lại Nam Tích, chẳng khác nào làm cầu nói cho Nam Tích hướng ra thế giới. Chúng ta cần phải lợi dụng đầy đủ lực ảnh hưởng quốc tế của công ty English Bender, chế tạo ra một loạt sản nghiệp công nghệ cao, tôi nghĩ qua muốn đem sản nghiệp công nghệ cao này phát triển trở thành một trong trụ cột sản nghiệp tương lai tới của Nam Tích. Nhưng thật không nghĩ qua đem nó phát triển thành sản nghiệp đại biểu cho Nam Tích, các người cho tôi một suy nghĩ, hiện tại cũng là một cơ hội tốt, chúng ta phải đi trước các thành phố khác, hoàn thành bước chuyển hình của công nghiệp truyền thống Nam Tích. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, ông chấp nhận chúng tôi đem Kinh Mậu làm thành một đại hội. Cung Kỳ Vĩ không kiềm chế được nội tâm kích động, ông gật đầu nói, buông tay làm đi, ông sẽ cho cậu tất cả ủng hộ có thể. Trương Dương nói, vậy tôi đã có thể thẳng tay mà làm. Cung Kỳ Vĩ nói, tiền đề là muốn đem chuyện của công ty English Bender chứng thực trước. Trương Dương cười nói, không thành vấn đề, nhưng lúc cần dùng tiền, ông ngàn vạn lần không thể lui bước. Cung Kỳ Vĩ nói, còn chưa bắt đầu làm, trước hết nghĩ đòi tiền, như vậy không tốt. Trương Dương nói, binh mã chưa động lương thực đi trước, từ xưa đến nay đều là đạo lý này. Cung Kỳ Vĩ nở nụ cười ha ha, lúc này lại có khách quý tới chơi, Trương Dương đứng dậy cáo từ, nhưng thật không ngờ khác đến thăm lại là Khâu Phượng Tiên của tập đoàn Tinh Toàn. Khâu Phượng Tiên cũng không ngờ rằng Trương Dương ở tại phòng làm việc của Cung Kỳ Vĩ, mặt cười nhất thời hiện ra nụ cười quyến rũ, chủ nhiệm Trương, không ngờ cậu cũng ở chỗ này. Trương Dương cười nói, tôi đến báo cáo công tác với thị trưởng Cung, không làm phiền các người nói chuyện, tôi đi trước. Khâu Phượng Tiên nhưng nói, không vội, chuyện này cũng liên quan rất lớn đến cậu. Trương Dương hơi ngẩn ra, không biết Khâu Phượng Tiên lần này tới Nam Tích lại là vì mục đích gì. Cung Kỳ Vĩ cười nói, đã có quan hệ, vậy cùng nhau nghe một chút. Ông trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống trước. Khâu Phượng Tiên đi thẳng vào vấn đề nói, tôi lần này đến đây là vì chuyện khối đất của sân thể dục cũ Nam Tích, nghe nói thành phố đã một lần nữa khởi động chiêu thương cho cái khối đất này, công ty chúng tôi rất có hứng thú đối với cái khối đất này. Cung Kỳ Vĩ và Trương Dương liếc mắt nhìn nhau, bọn họ mới biết Khâu Phượng Tiên là đến vì khối đất của sân thể dục cũ, Cung Kỳ Vĩ cười nói, tin tức của Khâu Tiểu Thư rất linh thông, thành phố vừa quyết định một lần nữa khởi động khai phá của cái khối đất này, cô liền chiếm được tin tức. Khâu Phượng Tiên mỉm cười nói, tôi có rất nhiều bạn tốt tại Nam Tích, tin tức đương nhiên linh thông hơn người khác một ít. Trương Dương nhanh chóng nói, tôi cũng không nói ra bên ngoài. Khâu Phượng Tiên cười nói, ai nói không quan trọng là Tinh Toàn chúng tôi rất hy vọng có thể vì phát triển kinh tế của Nam Tích mà cống hiến một phần lực lượng, chúng ta xem trọng tương lai phát triển của Nam Tích, cho nên quyết định đầu tư tại Nam Tích. Cung Kỳ Vĩ ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, chuyện này, tôi nói không tính. Khâu Phượng Tiên hơi ngẩn ra, Cung Kỳ Vĩ là thường vụ phó thị trưởng, ông ta tự nhiên lại nói như vậy. Cung Kỳ Vĩ nói, chuyện của thành phố gần đây rất nhiều, tinh lực của tôi chú ý không được nhiều chuyện như vậy. Về phần khối đất của sân thể dục cũ, lãnh đạo thành phố sau khi thảo luận đã quyết định đem cái khối đất này giao cho Ủy ban thể dục phụ trách, cũng là Trương Dương, các ngươi là bạn cũ, nói chuyện với nhau cũng dễ dàng hơn một ít. Khâu Phượng Tiên cười nói, tôi vốn đang dự định trước đi tìm thị trưởng Cung. Sau đó đến Ủy ban thể dục tìm chủ nhiệm Trương, xem ra ngày hôm nay là tìm đúng người. Cung Kỳ Vĩ cười nói, về chuyện của khối đất, cô tìm Trương Dương, điều kiện cụ thể bàn với hắn. Cung Kỳ Vĩ cũng không phải đẩy trách nhiệm, hắn nói sự thật, thành phố quyết định khai phá cái khối đất này, lãnh đạo đã tiến hành thảo luận quyền quyết định đối với cái khối đất này, kết quả thảo luận cũng là trao quyền cho cấp dưới, đem quyền lực trao quyền cho Ủy ban thể dục, trước đó Lý Trường Vũ cũng đặc biệt gọi điện cho Trương Dương. Đem chuyện này dặn dò cho hắn. Chương 749, phát triển kỳ ngộ. 5. Cung Kỳ Vĩ đã nói đến mức này, Khâu Phượng Tiên ngược lại có chút ngượng ngùng, cô ấy vốn là dựa theo quy củ thông thường, trước đi tìm lãnh đạo lớn nói chuyện, sau đó tìm Trương Dương, nhưng không ngờ rằng thành phố tự nhiên đem chuyện này giao cho Trương Dương toàn quyền xử lý, càng làm cho cô ấy không ngờ rằng chính là, ở phòng làm việc của Cung Kỳ Vĩ gặp phải Trương Dương.
Cung Kỳ Vĩ buổi sáng còn có một hội nghị, Khâu Phượng Thiên và Trương Dương cùng nhau đứng dậy đi ra. Hai người đi ra ngoài cửa, Khâu Phượng Thiên cười nói, xin lỗi, lần này tôi tìm lộn đối tượng, chủ nhiệm Trương sẽ không giận tôi chứ. Trương Dương cười tủm tỉm nói, cô chạy đến Nam Tích đầu tư, tôi vì sao phải giận cô. Hơn nữa, chúng ta là bạn cũ, trong mắt cô, nội tâm tôi nhỏ như vậy sao? Khâu Phượng Thiên cười nói, không phải, tôi trước đi tìm thị trưởng Cung, cậu có phải là cảm thấy mất mặt? Trương Dương cười nói, tôi làm gì có nhiều suy nghĩ như vậy? Khâu Phượng Thiên nói, vì biểu thị áy náy đối với cậu, buổi trưa tôi mời cậu ăn. Trương Dương lắc đầu nói, xin lỗi, buổi trưa ngày hôm nay tôi hẹn người khác, đã hẹn xong rồi, không thể sửa. Khâu Phượng Thiên nhìn Trương Dương, lòng của phụ nữ luôn luôn nhẵn nhụi, cô ấy tưởng tượng tương đối nhiều, thậm chí có chút hoài nghi Trương Dương là cố ý từ chối. Bất quá Khâu Phượng Thiên biểu hiện ra không có bất luận mất mát gì, mỉm cười nói, vậy buổi tối đi, cho tôi chút thời gian, tôi nói chuyện với cậu về khối đất. Trương Dương gật đầu nói, không thành vấn đề, hắn đi về hướng xe Jeep màu xanh quân dụng của mình. Khâu Phượng Thiên cũng đi qua theo hắn, Trương Dương cười nói, không lái xe. Khâu Phượng Thiên gật đầu nói, cho nên muốn đi nhờ xe của cậu, đưa tôi đến Nam Dương quốc tế. Trương Dương mỉm cười nói, rất vinh hạnh. Khâu Phượng Thiên leo lên xe Jeep của Trương Dương, có chút hiếu kỳ nói, sao đột nhiên đổi xe. Trương Đại Quan Nhân cười hắc hắc nói, hiện tại lưu hành tiết kiệm, tôi cũng hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Khâu Phượng Thiên cười nói, chiếc xe Jeep này tuy rằng là màu xanh, nhưng bảng số cũng không nhỏ, cũng chẳng thể nói là tiết kiệm gì. Trương Dương nở nụ cười ha ha, khởi động xe Jeep đưa Khâu Phượng Thiên đến Nam Dương quốc tế. Khâu Phượng Thiên lựa chọn Nam Dương quốc tế, cũng là nhìn chúng khối đất của Ủy ban Thể dục cũ gần Nam Dương quốc tế, và giao lưu với Trương Dương cũng tiện hơn. Trên đường Trương Dương đưa cô ấy đi đến Nam Dương quốc tế, Khâu Phượng Thiên cũng không có nhắc lại chuyện khối đất của sân thể dục cũ, chỉ là nói một ít chuyện phiếm. Có một số việc nóng vội ngược lại không tốt, khối đất của sân thể dục cũ hiện tại hầu như đã không ai hỏi thăm, tinh toàn bọn họ cũng không có bất luận đối thủ, nếu như có vẻ ham muốn vô cùng, ngược lại lại tạo ra nhiều cảm giác về sự ưu việt. Tuy rằng thời gian Khâu Phượng Thiên quen với Trương Dương không ngắn, hai người cũng được cho là bạn bè không tồi, thế nhưng trên vấn đề này, bọn họ phân biệt đại biểu cho hai lợi ích đoàn thể khác nhau, cò kè mặc cả là khó tránh khỏi. Khâu Phượng Thiên xuống xe tại Nam Dương quốc tế, xuống xe không quên nhắc nhở Trương Dương, buổi tối không nên an bài chuyện khác, tôi mời cậu ăn, chỉ hai người chúng ta. Trương Dương cười nói, thời gian, địa điểm. Khâu Phượng Thiên chỉ Nam Dương quốc tế, thì ở chỗ này, tôi mời cậu ăn hải sản. Buổi tối 7 giờ. Trương Dương gật đầu, buổi trưa hắn quả thật có việc, cũng không phải muốn cố ý từ chối. Trương Dương đi đến một quán thịt bò gần trung tâm thể dục mới, Chu Sơn Hổ mời hắn ăn, bởi vì Trương Dương hỗ trợ, Chu Sơn Hổ và đồng hương của hắn thuận lợi lấy được tiền công. Vì biểu thị cảm ơn đối với Trương Dương, Chu Sơn Hổ đặc biệt mời Trương Dương ăn ở chỗ này. Chu Sơn Hổ chỉ là một người dân công, cho dù tiền lương phát xuống, cũng không có bao nhiêu, khách sạn lớn hắn mời không dậy nổi, cho nên lựa chọn quán thịt bò này mời khách. Trương Dương lúc đầu cũng không muốn hắn tiêu pha, nhưng chối từ không được, chỉ đành chấp nhận lời mời của Chu Sơn Hổ. Trương Dương đậu xe lại, thấy Chu Sơn Hổ đứng ngoài cửa đôi mắt trông mong chờ mình, hắn cười phất phất tay hướng Chu Sơn Hổ, Chu Sơn Hổ vui mừng chạy tới, Trương đại ca, anh thật sự tới. Trương Dương cười nói, đáp ứng chuyện của cậu, sao có thể nuốt lời. Hắn từ trong xe lấy ra hai chai Mao Đài đưa cho Chu Sơn Hổ. Chu Sơn Hổ không đưa tay tiếp, Trương đại ca, tôi mời anh ăn, sao có thể bắt anh mang rượu. Trương Dương cười nói, cầm đi, anh em chúng ta làm gì có nhiều khách khí như vậy. Chu Sơn Hổ lúc này mới cầm rượu Mao Đài, chờ Trương Dương khóa cửa xe, theo Trương Dương cùng nhau đi vào bên trong quán thịt bò. Hắn nói với Trương Dương, Trương đại ca. Tôi không gọi những người khác, chỉ hai người chúng ta. Trương Dương cười nói, hai người ăn tốt nhất, thanh tịnh, đỡ bị người khác quấy rối. Đi vào quán thịt bò, thấy trong đại sảnh đã ngồi đầy, quán thịt bò bởi vì giá rẻ, cơm nước lợi ích thực tế, cho nên rất được dân chúng bình thường hoan nghênh. Chu Sơn Hổ trước đó đã đặt bàn ở trong góc, đồ ăn đều đã mang lên. Trương Dương cũng không phải loại kiêu ngạo gì, cả ngày ăn trong khách sạn lớn, tới những chỗ như vậy hắn vô cùng thích. Chu Sơn Hổ nói, đại ca, tôi chỉ có thể mời ăn ở chỗ này, anh đừng ghét bỏ. Trương Dương cười nói, tên nhóc cậu, nói khách khí nhiều như vậy khi nào thế, nói ra rất dối trá. Chu Sơn Hổ cười nói, vậy tôi không nói.
Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, Chu Sơn Hổ dành mở chai rượu ra, rót cho Trương Dương đầy ly, hắn tuy rằng đi ra từ trong núi, nhưng cũng rõ ràng giá trị của chai rượu Mao Đài này chị, một chai cũng muốn đắt hơn cái bản đồ ăn này của mình. Trương Dương nâng ly lên nói, lúc đầu tôi vẫn đều muốn mời ăn một bữa cơm, đáng tiếc gần đây công tác bận, không có thời gian, để cho cậu dành trước, chờ thêm hai ngày, tôi mời cậu. Chu Sơn Hổ nói, đại ca, lần này nhờ có anh giúp chúng tôi mới lấy được tiền lương, chúng tôi đều rất cảm kích anh, tôi mời anh cũng hẳn là. Trương Dương nói, cạn. Chu Sơn Hổ cũng rất sảng khoái, cùng uống rượu với Trương Dương, sau đó lại rót đầy cho Trương Dương, Trương Dương gắp một miếng thịt bò thưởng thức, đúng là không thể nhìn bằng mắt thường, mùi vị thịt bò của quán thật không tồi. Chu Sơn Hổ nói, chỉ hai ta ăn, tôi không gọi nhiều, chỉ có hai món, một món thịt bò nướng, một canh đuôi bò, đều là đại bổ. Trương Dương nở nụ cười ha ha, hổ tử, ở công trường làm thế nào? Chu Sơn Hổ nói, cũng được, các đồng hương đều rất chiếu cố tôi trẻ tuổi có khí lực, muốn thừa dịp tuổi còn trẻ kiếm một ít tiền, sau này về nhà đem căn nhà của tôi sửa chữa, nhìn xem có thể lấy được vợ không? Chu Sơn Hổ nói rất thật, lúc nói việc này, hai mắt của hắn tràn ngập hy vọng, đó là hy vọng đối với tương lai. Trương Dương nói, hổ tử, hôm tôi nay tới, không chỉ là tìm cậu uống rượu, còn có một việc. Chu Sơn Hổ nói, đại ca, anh nói đi, chỉ cần có chỗ cần dùng tôi, Chu Sơn Hổ tôi dù phải qua núi đao biển lửa cũng không chối từ. Chương 750, triều binh mãi mã. 1. Trương Dương nghe được trong lòng ấm áp dễ chịu, người trong núi thuần phác, biết cảm ơn, giúp bọn hắn lấy tiền lương chỉ là một việc rất đơn giản, thế nhưng theo Chu Sơn Hổ thấy đây là một đại ân, hắn thiếu Trương Dương một nhân tình, có cơ hội nhất định phải báo đáp. Trương Dương nói, hổ tử, đừng nói như vậy, tôi cũng không giúp cậu cái gì, tiền lương lúc đầu là của các người, nói thật, để lâu như vậy mới phát xuống, tôi cũng có trách nhiệm, trở về cậu chuyển cáo với các hương thân, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa. Chu Sơn Hổ gật đầu. Trương Dương nói, hổ tử, ngày hôm nay tôi tìm cậu là muốn cho cậu tới bên cạnh tôi hỗ trợ. Chu Sơn Hổ không chút do dự nói, được, tôi có khí lực. Trương Dương không khỏi nở nụ cười. Chu Sơn Hổ còn không biết mình kêu hắn làm gì cũng đã đáp ứng. Trương Dương nói, tài xế của Ủy ban Thể dục Lão Hà sắp về hưu, tôi muốn tìm một người nhà tới làm thay cho ông ta. Chu Sơn Hổ rõ ràng, thì ra Trương Dương là muốn kêu hắn làm tài xế, trong mắt người trong núi, làm tài xế này không phải là việc mà người bình thường có thể làm. Chu Sơn Hổ kích động lên, đại ca, anh muốn tôi giúp anh đi lái xe. Trương Dương gật đầu nói, cậu không phải biết lái máy kéo sao? Chu Sơn Hổ nói, ô tô tôi cũng biết lái, chỉ không có bằng lái. Trương Dương nở nụ cười, không có bằng lái không sợ, việc này giao cho tôi, cậu trở lại dặn dò một chút, ngày mai đến Ủy ban Thể dục báo danh, trước hết theo Lão Hà học, thật sự không được thì đi qua trường lớp, phí dụng bên tôi cho cậu, chờ cậu lấy được bằng lái, bên tôi sẽ ký hợp đồng với cậu, trước cứ làm lâm thời, bất qua tiền lương phúc lợi gì tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu, tuy rằng có thể khổ cực chút. Nhưng dù sao cũng khá hơn so với bên công trường, thu nhập cũng sẽ cao một ít, thế nhưng, cậu phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tới Ủy ban Thể dục lái xe, sẽ không thể tùy tiện như vậy, sau này phải tuân thủ chế độ điều lệ, còn nữa, ngày nghỉ cũng ít đi. Chu Sơn Hổ kích động vành mắt có chút đỏ lên, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng sẽ có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu mình. Trước khi Chu Sơn Hổ tới Nam Tích đặc biệt tìm thầy bói coi số, thầy bói nói hắn đi ra núi có thể hội ngộ quý nhân. Bây giờ xem ra quả nhiên nghiệm chứng, Trương Dương chính là quý nhân của hắn. Tửu lượng của Chu Sơn Hổ cũng không yếu, hắn và Trương Dương trò chuyện tận hứng, bất chi bất giác một chai rượu đã uống xong, Trương Dương kêu hắn đem chai thứ hai mở ra, Chu Sơn Hổ rót rượu, bỗng nhiên nghe được một âm thanh kinh hỉ, Trương Dương. Trương Dương xoay người sang chỗ khác, thấy Lương Thành Long mang tây trang giày ra đứng ở phía sau hắn, Trương Dương cười nói, má ơi, sao cậu cũng đến nơi đây? Lương Thành Long nói, cậu hỏi tôi còn muốn hỏi cậu, công trường của tôi ở chỗ này, quán thịt bò này không tồi, vài ngày không ăn thì thèm, lúc này không nhịn được, vừa lái xe tới cửa, ngửi được mùi thịt bò thì không nhịn được đi vào. Chu Sơn Hổ nhận ra Lương Thành Long là ông chủ lớn của mình, không khỏi có chút sợ hãi, trong mắt hắn, những người này đều là cao cao tại thượng, hắn trèo cao không nổi. Trương Dương nói, hổ tử, lấy cho hắn thêm cái chén đôi đũa, cùng nhau ăn. Chu Sơn Hổ lúc này mới phản ứng, nhanh chóng đi an bài, thuận tiện gọi thêm hai món. Lương Thành Long thấy Chu Sơn Hổ định rót rượu,
không khỏi nhíu nhíu mày nói, tôi kiêng rượu rồi, lúc đầu muốn ăn xong thịt bò rồi đi. Trương Dương nói, cậu giả dối như vậy hồi nào? Thật sự, buổi chiều tôi còn phải quay về Đông Giang, Thanh Hồng cùng tôi trở về, tôi thật không thể uống. Trương Dương thấy hắn nói như vậy, hẳn là không phải nói dối, cũng không tiếp tục miễn cưỡng hắn, đem lị rượu đặt đến trước mặt mình, cười tủm tỉm nói, hai vợ chồng hòa hảo. Không rời. Nói ra chuyện này, Lương Thành Long cười nói, bạn thân, chuyện này ít nhiều cũng nhờ cậu. Đừng cảm ơn tôi, là kết quả nỗ lực của cậu. Bất quá a, chuyện này ngàn vạn lần phải bảo mật. Lương Thành Long nở nụ cười ha ha. Trương Dương thấy hắn cười thành như vậy, nhất thời đoán được cái gì, cậu không phải đã nói với Lâm Thanh Hồng rồi chứ. Lương Thành Long gật đầu nói, chị dâu của cậu khôn khéo lắm, cho dù tôi không nói, cô ấy cũng có thể đoán được, ép hỏi, tôi thật sự là không thể chối, không thể làm gì khác hơn là đem tiền căn hậu quả của chuyện kia tất cả đều nói ra. Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, tôi con mẹ nó đã sớm nhìn ra, cậu là kẻ phản bội trọng sắc khinh bạn. Lương Thành Long nói, giữa hai vợ chồng quả thật không gì giấu được, bất quá cậu yên tâm, Thanh Hồng cũng không tức giận, nếu như không phải nhờ cậu hỗ trợ, chúng tôi lúc này không chừng đã ly hôn. Trương Dương nói, cậu đó, trải qua chuyện này cũng nên tiếp thu một bài học, sau này đối với Lâm Thanh Hồng tốt một chút. Lương Thành Long nói, tôi mà không tiếp thụ thì cũng là chết không hối cải. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng hạnh phúc như hiện tại, Thanh Hồng mang thai, hai vợ chồng thương lượng chúng tôi, chờ đứa nhỏ sinh ra tới, sẽ nhận cậu làm cha nuôi, không có cậu, sẽ không có đứa nhỏ này. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi còn phải lo lắng. Lương Thành Long nói, đừng giả bộ, muốn làm cha nuôi cho con tôi đã xếp hàng dài rồi. Trương Dương nói, cậu cũng đừng giả bộ, không chừng là con gái. Lương Thành Long cực kỳ trọng nam khinh nữ. Xì một tiếng khinh miệt nói, đại cát đại lợi, thai đầu của tôi, chính là con trai, Trương Dương, cậu có bí phương gì sinh nam trách nữ không? Trương Dương nói, tôi nói cậu sao phong kiến như vậy? Đều là thời đại nào rồi, còn trọng nam khinh nữ, cho dù có tôi cũng không cho cậu, cậu biết tôi trước khi vào chính đàn làm công tác gì không? Lương Thành Long vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của nhìn hắn. Trương Đại Quan Nhân rào rạt đắc ý nói, chủ nhiệm phòng kế hoạch hóa gia đình. Lương Thành Long vừa ăn vào một miếng thịt bò liền phun ra, cũng may là xuống đất, nếu không khẳng định là phun trúng mặt của Trương Dương. Chu Sơn Hổ ngồi nghe cũng không nhịn được nở nụ cười, hắn vừa cười, Lương Thành Long mới chú ý tới hắn, cười nói tiểu huynh đệ, tôi thấy cậu sao có chút nhìn quen mắt. Chu Sơn Hổ nhìn Trương Dương một chút. Trương Dương đang chuẩn bị giới thiệu, Lương Thành Long bỗng nhiên nhớ ra, tôi nhớ ra rồi, cậu làm việc trong công trường của tôi, hai ngày trước mang theo công nhân gây sự. Tới tìm tôi muốn tiền lương có phải là cậu không? Chu Sơn Hổ mặt quẫn đỏ bừng, hắn dù sao cũng chưa thấy qua bộ mặt thành phố, không biết nói cái gì cho phải. Lương Thành Long cười nói, tôi cảm thấy lần này Trương Dương giúp đỡ đòi tiền lương sao hăng say như thế, thì ra hắn là anh em của cậu. Trương Dương nói, hắn tên Chu Sơn Hổ, đều gọi hắn Hổ Tử, sau này hắn không còn làm ở công trường của cậu, tôi kêu hắn đi ủy ban thể dục lái xe. Lương Thành Long nói, công khai cướp người, Trương Dương cậu cũng không có suy nghĩ đương nhiên hắn chỉ là vui đùa. Trương Dương nói, tôi là cơ quan nhà nước, cậu là doanh nghiệp tư nhân, so sánh với chúng tôi, bên cậu không bảo đảm. Chương 751, Triều Binh Mãi Mã. 2. Lương Thành Long nói, không phải vậy chứ, coi thường xí nghiệp của dân chúng à, lúc hắn nói thì điện thoại vang lên, Lương Thành Long cầm lấy điện thoại nói hai câu, khi cúp máy, nói với Trương Dương, tôi phải đi. Chú tôi mấy ngày nay sinh bệnh, tôi phải quay về xem. Trương Dương nói, bệnh nặng không? Lương Thành Long thở dài nói, không biết, bất quá nghe nói là bị cậu chọc tức thành bệnh. Trong lòng Trương Dương nói tôi làm đánh giám, một câu cũng không có nói, hắn suy nghĩ 89 phần có thể liên quan đến chuyện của đoàn đại biểu nước Mỹ, nhưng chuyện này hẳn là không trách mình, là người Mỹ không chọn Đông Giang, Lương Thiên Chính nếu như bởi vì chuyện này mà tức đến nổi bị bệnh, lòng dạ có phải là quá chật hẹp không? Chấm, 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 chấm. Lương Thiên Chính quả thật bị bệnh, đầu tiên là cháu gái Lương Hiểu Âu khóc từ Cẩm Loan trở về oán giận một trận, vài ngày sau lại truyền đến tin New York đã quyết định muốn cùng Nam Thích kết thành thành phố hữu hảo, ngay cả kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất của công ty English Bender lúc đầu hy vọng rất lớn, trong đợt khảo sát thứ hai cũng đã đem Đông Giang loại trừ ra ngoài, liên tiếp vài chuyện khiến cho Lương Thiên Chính có chút căm tức, hơn nữa không cẩn thận bị phong hàn vì vậy ngã bệnh, Lương Thiên Chính ở nhà dưỡng bệnh.
Cháu gái Lương Hiểu Âu mỗi ngày đều ở trong nhà chiếu cố cho ông, Lương Hiểu Âu cũng đoán được chú lần này sinh bệnh có liên quan đến chuyện của đoàn đại biểu nước Mỹ. Khi tỉnh táo lại, cô ấy cảm giác có chút áy náy. Tát Đức Môn Thác là một lão sắc quỷ không giả, thế nhưng cô ấy xử lý chuyện tình lại thiếu thành thục, cho nên mới đắc tội đoàn đại biểu nước Mỹ, do đó dẫn đến một loạt chuyện tốt đều rơi vào nam tích, nếu như cô ấy có thể thành thục một chút, thủ đoạn xử lý chuyện tình khéo đưa đẩy một chút. Chuyện này sẽ không thành như vậy. Lương Hiểu Âu mua một con gà mái, nấu canh gà cho chú. Lương Thiên Chính mang áo khoác ngồi trong phòng khách, cầm trong tay cái điều khiển từ xa lẳng lặng nhìn tin tức TV, hắt xì mấy cái. Vợ của ông đi làm, bọn nhỏ đều không ở nhà, Lương Thiên Chính là một người rất nặng thân tình, hắn đối với người nhà vẫn đều rất chiếu cố, Lương Hiểu Âu từ Cẩm Loan trở về, hắn cũng không có oán giận cái gì, không chỉ như vậy, hắn còn có chút hối hận vì đã kêu cháu gái đi qua tiếp đãi Tát Đức Môn Thác, ông không nên hy sinh lợi ích người nhà để hùa theo lão lưu manh kia. Lương Thiên Chính chùi mũi, nghe thấy được hương vị canh gà, lớn tiếng nói, Tiểu Âu, canh gà rất thơm, nước bọt của chú đều chảy ra rồi. Lương Hiểu Âu cười nói, chú, chờ một chút, con đem cho chú một chén canh gà có được hay không? Lương Thiên Chính ừ một tiếng. Lương Hiểu Âu làm việc rất nhanh nhẹn, một lát sau Nhi đã nấu xong canh gà, mang đến bên cạnh của Lương Thiên Chính. Lương Thiên Chính đã muốn ăn, chứng minh bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp. Ông nâng chén canh lên uống một hơi, nói, thật hương. Lương Hiểu Âu cười ngọt ngào, ngồi xuống bên cạnh chú. Lương Thiên Chính nói, cách chú xa một chút. Đừng để bị cảm mạo. Lương Hiểu Âu cười nói, làm gì khoa trương như vậy, chú, vừa rồi anh Thành Long gọi điện thoại đến đây, nói buổi tối sẽ trở về thăm chú. Lương Thiên Chính cười nói, cảm mạo nhỏ mà thôi, cần gì hưng sư động chúng, sinh ý của hắn tại Nam Tích không phải rất bận sao? Làm sao có thời giờ trở về? Lương Hiểu Âu nói cho chú một tin tức tốt, anh ấy và chị dâu đã hòa hảo, đêm nay hai người muốn cùng nhau đến đây, chị dâu còn mang thai. Lương Thiên Chính nghe vậy lập tức vui mừng, ông lập tức nghĩ tới cái gì, đúng rồi, nhanh chóng gọi điện thoại cho Thành Long, kêu hắn đừng mang Thanh Hồng trở về, chú bị cảm mạo, lỡ như truyền cho Thanh Hồng thì không tốt. Lương Hiểu Âu nói, được, để con đi gọi điện thoại. Lúc này Thường vụ Phó Thị trưởng Đông Giang Tùy Quốc Minh, Bí thư trưởng Thị ủy Đông Giang Liêu Bác Sinh đi đến, bọn họ mang theo chút thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt tới thăm Lương Thiên Chính. Lương Thiên Chính mời hai người ngồi xuống. Cười nói, các người làm cái gì vậy? Cảm mạo mà thôi, có cần hưng sư động chúng như thế sao? Liêu Bác Sinh cười nói, ngài là người đi đầu của Đông Giang chúng ta, ngài cũng không thể sinh bệnh, ngài sinh bệnh, những người chúng tôi sẽ không có người tâm phúc. Lương Thiên Chính cười nói, khoa trương ông còn đang ăn canh gà, đang chuẩn bị buông xuống. Tùy Quốc Minh nói, Lương Bí Thư, ngài ăn xong đi, chúng tôi tâm sự với ngài. Lương Thiên Chính cũng không khách khí với bọn họ. Ăn canh gà của ông. Tùy Quốc Minh nói, Nam Tích trên cơ bản đã xác định, New York chính thức mời cho bọn họ, muốn cùng Nam Tích kết thành thành phố hữu hảo. Liêu Bác Sinh ở một bên nghe, trong lòng nói Tùy Quốc Minh cũng không có ánh mắt, bọn họ đến đây là thăm bệnh, không phải cho Lương Thiên Chính một ngạt, Tùy Quốc Minh nhắc tới chuyện này không phải muốn cho Lương Thiên Chính tức giận sao. Biểu hiện của Lương Thiên Chính coi như bình thường, ông cười nói, chuyện tốt, cái này đối với phát triển của Bình Hải chúng ta có lợi rất lớn. Trong lòng Lương Thiên Chính cực kỳ khó chịu, đoàn đại biểu nước Mỹ là bọn họ mời đến Bình Hải, ý tưởng khu công nghệ cao cũng là bọn họ sớm nghĩ ra. Lương Thiên Chính hy vọng lợi dụng khu công nghệ cao để tiêu trừ ảnh hưởng bất lợi của khu công nghiệp quốc tế, nhưng hiện tại hai suy nghĩ của bọn họ đều đã thất bại, bị Nam Tích không chút khách khí đoạt đi. Đông Giang tìm cách lâu như vậy, đến cuối cùng tự nhiên lại vá áo cho người khác, Lương Thiên Chính thật sự có chút không cam lòng. Nếu như nói Lương Thiên Chính coi như nội liếm, Tùy Quốc Minh đã có chút không kiềm chế được tâm tình trong lòng, giận dữ nói, Lương Bí Thư, Nam Tích là thành phố anh em của chúng ta, chuyện này làm như vậy có chút quá đáng, sao có thể giàn chén cơm của người trong nhà. Lương Thiên Chính nói, dù sao cũng không chạy qua nhà khác, chỉ cần ở Bình Hải, đối với Bình Hải có lợi là được. Liêu Bác Sinh khen, suy nghĩ của Lương Bí Thư không phải tầm thường. Tùy Quốc Minh nói, lời này tuy là nói vậy, nhưng chúng ta cực cực khổ khổ tìm cách lâu như vậy. Tới cuối cùng công lao lại bị bọn họ đoạt đi, thật sự không cam lòng. Sớm biết rằng Trương Dương và Tát Đức Môn Thác có quan hệ tốt như vậy, sẽ không an bài bọn họ đi Cẩm Loan. Lương Thiên Chính cười cười, không nói chuyện. Tùy Quốc Minh nói, Lương Bí Thư, ngài xem chuyện này có phải là phản ánh lên tỉnh hay không, dành chén cơm của người một nhà, loại hành động tà khí không thể cổ vũ này, nếu có cái tiền lệ này,
sau này trong phát triển kinh tế, khẳng định sẽ xuất hiện không ngừng loại hiện tượng này. Lương Hiểu Âu pha xong trà đưa tới cho Tùy Quốc Minh và Lưu Bác Sinh, Tùy Quốc Minh thấy Lương Hiểu Âu, bỗng nhiên nhớ tới một việc, hỏi Tiểu Âu, buổi tối ngày đó rốt cục xảy ra chuyện gì? Tát Đức Môn Thác vì sao rơi xuống nước? Tùy Quốc Minh những lời này hỏi có chút không sáng suốt liễu, thật ra ông ta cũng đoán được một ít, Lương Hiểu Âu đột nhiên rời đi và Tát Đức Môn Thác rơi xuống nước khẳng định có liên quan. Chương 752, Triều Binh Mãi Mã 3. Lương Hiểu Âu bị ông ta hỏi có chút xấu hổ, cô ấy không thể đem tình hình thực tế kể ra, cắn cắn môi nói, Tùy thị trưởng, chuyện này là trách nhiệm của ta, tôi không chiêu đãi được quý khách nước Mỹ, cho nên mới khiến cho Nam Thích chen chân vào. Sắc mặt của Lương Thiên Chính lại đột nhiên trầm xuống tới, chén trong tay của ông bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, rất đột nhiên, nhìn ra được cũng không phải hắn dùng lực ném xuống, thế nhưng hắn khẳng định là cố ý làm như vậy, chén rơi xuống đất, vỡ làm nhiều mảnh, canh gà và mấy thứ khác cũng văng tung lung. Tùy Quốc Minh và Lưu Bác Sinh đều ngơ ngác. Lương Thiên Chính ho khan một tiếng, xin lỗi, tôi không giữ được, trách nhiệm của tôi. Tùy Quốc Minh nghe xong những lời này, biểu tình của trên mặt trở nên cực kỳ xấu hổ, bên tai có chút đỏ lên. Lưu Bác Sinh trong lòng thầm mắng, Tùy Quốc Minh thật sự là tự tìm xấu xí, Lương Thiên Chính hiển nhiên nổi giận rồi, không cầm chén đập vào mặt của Tùy Quốc Minh đã là cho ông ta mặt mũi. Hai người cáo từ Lương Thiên Chính trong bầu không khí xấu hổ này, Lương Thiên Chính rõ ràng đã nổi giận, ngay cả tiễn biệt cũng không nói. Lương Hiểu Âu tiễn bọn họ cất bước, sau khi trở về, thấy Lương Thiên Chính đang dọn dẹp đồ, nhanh chóng nói chú, để con, Lương Thiên Chính lắc đầu nói, chú làm đổ, đương nhiên để chú dọn, ông nhìn Lương Hiểu Âu, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương và áy náy, thấp giọng nói Tiểu Âu, chú thiếu con một tiếng xin lỗi, Lương Hiểu Âu bởi vì những lời này, mũi cay xót. Nước mắt không thể kìm được chảy xuống, Lương Thiên Chính lau nước mắt cho cô ấy, thấp giọng nói, chiến tích vĩnh viễn không quan trọng bằng các người. Nếu như chú biết Tát Đức Môn Thác vô sỉ như thế, chú sẽ không cho con đi cầm loan. Lương Hiểu Âu dưng dưng nói, chú, thật ra, Tát Đức Môn Thác là bị con đẩy xuống nước, chính là vì chuyện này, ổng có thể hận Đông Giang, chuyện thành phố Hữu Hảo mới bị thất bại, đều là do con. Lương Thiên Chính lắc đầu nói, đẩy rất hay, nếu như chú ở tại hiện trường. Chú nhất định sẽ đi qua tát cho một cái, chú không để bất luận kẻ nào khi dễ cháu gái ngoan của chú. Lương Hiểu Âu khóc không thành tiếng. Khâu Phượng Tiên mở tiệc chiêu đãi Trương Dương tại Hoa Viên trên tầng cao nhất của Nam Dương Quốc tế, ứng với yêu cầu của cô, bên Nam Dương Quốc tế đêm đó chỉ cho một bàn. Khâu Phượng Tiên mặc lễ phục giả hội màu học, cổ áo chữ V mở rất sâu, phần thịt kiều nộn không chút tiếc rẻ thể hiện ra, nhũ cầu mê người gợi cảm, cô ấy ngày hôm nay mang một bộ trang sức vật phẩm ngọc lục bảo tinh mỹ. Phụ trợ cho khí chất của cô càng phát ra cao nhã bất phàm. Trương đại quan nhân không ngờ rằng tiệc chiêu đãi đêm nay lại như thế long trọng, hắn mặc bộ đồ bình thường đi dự tiệc, thấy Khâu Phương Thiên xinh đẹp lung linh trong hoa viên, lại nhìn bộ trang phục trên người, Trương Dương có chút ngượng ngùng nở nụ cười, cũng không nói sớm, tôi cũng biết mà mặc âu phục. Khâu Phượng Tiên mỉm cười nói, cậu không cần chính thức như vậy, tôi mặc long trọng, là vì muốn trịnh trọng, là bởi vì tôi có cầu việc cầu cậu. Cho nên tôi muốn cho cậu một ấn tượng tốt đẹp, Trương Dương nói, đâu chỉ là ấn tượng tốt đẹp, quả thật là cảnh đẹp ý vui, tú sắc ăn no. Khâu Phượng Tiên nói, cảnh đẹp ý vui tôi tin, tú sắc ăn nó là một câu nói dối trá nhất, cho dù có xinh đẹp mỹ lệ thì vào thời khắc mấu chốt cũng không hơn sự mê hoặc của một cái bánh bao. Trương Dương vui vẻ ngồi xuống đối diện Khâu Phượng Tiên, Khâu Phượng Tiên nói, tôi đặc biệt chuẩn bị rượu vang của Pháp được ủ 30 năm. Trương Dương nói, cho dù rượu vang tốt tôi cũng uống không quen, Khâu Phượng Tiên mỉm cười nói, con người đôi khi không thể chỉ lo cảm thụ của mình, còn phải chiếu cố đến người khác, đêm nay tôi vắt óc tìm mặc trang phục, chuẩn bị bữa cơm ánh nến này, vì phần khổ tâm của tôi, cho dù cậu không thích cũng phải giả bộ thích, không vui cũng phải giả hài lòng, Trương Dương cười ha ha. Từ sau lần xông vào vùng cấm quân sự kinh thành phát sinh, hắn sản sinh một ít tâm đề phòng đối với cha Tấn Bắc và Khâu Phượng Tiên những người này thì... Quốc an hình Chiêu Huy đã sớm hoài nghi bọn họ, lần này lại đặc biệt nhắc nhở hắn, một ít tư liệu mà quân đội mất đều là thứ mà bên Đài Loan cảm thấy hứng thú, mà Khâu Phượng Tiên đúng lúc lại là từ Đài Loan tới, loại quan hệ này không thể không khiến cho Trương Dương cảnh giác. Bồi bàn đến đây rót rượu cho bọn họ, Khâu Phượng Tiên nâng ly rượu lên, tư thái ưu nhã cùng chạm ly với Trương Dương. Trương đại quan nhân đúng ưu nhã không hơn, hắn uống rượu vang như trâu uống nước, cũng không nhìn, cũng không ngửi. Nâng ly lên uống cái ực, tất cả đều nuốt xuống dưới, chép chép miệng, nói với bồi bàn, rót đầy.
Khâu Phượng Tiên bị hình dạng uống rượu của Trương Dương làm nở nụ cười, xem ra tôi sai rồi, hẳn là nên chuẩn bị cho cậu rượu nội, Trương Dương nói, thật ra không quan tâm là uống rượu gì, quan tâm là uống cùng người nào. Khâu Phượng Tiên xoay xoay ly thủy tinh, những giọt rượu trong ly cũng chuyển động theo, uống rượu với tôi có cảm giác thế nào? Trương Dương ăn ngay nói thật nói, căng thẳng, một chút cũng không thoải mái, Khâu Phượng Tiên mân mê môi anh đào nói, lời này thật đả thương người. Trương Dương nói, bởi vì tôi biết cậu tìm ta không phải vì giao tình, cũng không phải vì phát triển tình cảm siêu hữu nghị cái gì, cô là vì công tác, cô là vì khối đất của sân thể dục cũ nam thích, cô ngẫm lại đi, ban ngày tôi đi làm bận cả ngày. Buổi tối còn muốn nói chuyện công tác, tôi làm sao có thể dễ dàng, Khâu Phượng Tiên cười nói, nghe cậu giải thích như thế, trong lòng tôi tốt hơn một ít, tôi biết cậu không muốn bản công tác, cậu nói đúng, tôi đi tới Nam Tích mục đích chính là vì công tác, thời gian của tôi rất ít. Ngày mai lại phải đi đến Hong Kong tham gia một buổi triển lãm châu bảo, đêm nay phải nói chuyện công tác với cậu, ai kêu chúng ta là bạn bè, cậu tha thứ một chút nha. Trương Dương cười nói, thấy cô đêm nay chuẩn bị đầy đủ như thế. Khiến cho tôi cảnh đẹp ý vui, tôi có ngoại lệ, đối với người khác, ngoài 8 tiếng đồng hồ tôi tuyệt đối không nói chuyện công tác. Khâu Phượng Tiên nói, cảm ơn Trương đại nhân yêu ái, Trương Dương cười ha hả nói thật, tinh toán các người sao không làm châu bảo, tự nhiên lại muốn làm địa ốc. Không phải phía dưới khối đất của sân thể dục cũ cất giấu một mỏ hột xoàn chứ, Khâu Phượng Tiên cười nói, thật sự là bội phục tưởng tượng của cậu, không thể nào, thời đại hiện tại phát triển, bất luận cái ngành nghề gì phát triển cũng sẽ gặp phải bình cảnh. Cho nên trong lúc thích hợp mở rộng qua ngành nghề khác cũng là điều nên làm, Lý Gia Thành Hong Kong lúc đầu làm hoa nhựa, hiện tại không phải làm địa ốc sao. Trương Dương nói, lúc trước Hải Sắt phu nhân mua cái khối đất này 2 tỷ, nếu như không phải bà ấy gặp chuyện không may, cái khối đất này hẳn là đã khai phá, Khâu Phượng Tiên nói, lúc đó chúng tôi cũng tham dự cạnh tranh, Trương Dương gật đầu nói, phát triển trong nước biến chuyển từng ngày, giá đất đang không ngừng tăng lên, Nam Thích làm thành phố phát triển trọng điểm của Bình Hải. Giá trị của cái khối đất này không thể đo lường, Khâu Phượng Tiên cười nói, chúng ta là bạn cũ, ngươi cho một lời rõ ràng. Rốt cuộc là điều kiện gì mới có thể bàn tiếp, Trương Dương nói, hiện tại người có hứng thú đối với cái khối đất này rất nhiều, tôi đang lo lắng có phải nên làm một lần cạnh tranh công khai. Chương 753, Triều Binh Mãi Mã 4. Khâu Phượng Tiên giơ ngón tay chỉ Trương Dương nói, con người của cậu, càng ngày càng không phúc hậu, Trương Đại Quan Nhân làm vẻ mặt vô tội nói. Lời này từ đâu mà ra, cô nghĩ rằng tôi đang nói dối, Khâu Phượng Tiên nói, trước khi tôi tới Nam Tích, đã tìm hiểu tình huống của cái khối đất này một ít, hình như ngoại trừ chúng tôi không ai biểu hiện hứng thú đối với cái khối đất này. Trương Dương nói, xem ra tin tức của cô không đáng tin, Kiều Bằng Cử vẫn đều nhìn chằm chằm cái khối đất này. Khâu Phượng Tiên cười nói, tôi đã nói cậu càng ngày càng không phúc hậu, Kiều Bằng Cử đã từ bỏ suy nghĩ đầu tư cái khối đất này, chuyện này tôi chính mồm hỏi qua hắn. Trương Đại Quan Nhân bị vạch trần tại chỗ, trên mặt quả thật có chút không nhịn được, bất quá thằng nhãi này có da mặt đủ dày, một chút đỏ mặt cũng không có, cười hắc hắc nói, Khâu tiểu thư, chúng ta tuy rằng là bạn tốt, nhưng cô đại biểu lợi ích của tinh toán, tôi muốn tận lực tranh thủ lợi ích cho Nam Thích, cho nên chúng ta tốt nhất có thể tìm được một chỗ cân đối. Khâu Phượng Tiên nói, tôi đồng ý, trên sinh ý thành công nhất chính là phải làm được cộng doanh, chỉ có tất cả mọi người có lợi. Loại quan hệ hợp tác này mới có thể làm lâu dài. Cô ấy xuất ra một phần kế hoạch chuẩn bị từ lâu nói, cái này là bản quy hoạch do chúng tôi làm, cậu có thể lấy về nghiên cứu một chút, phương án đầu tư cùng với kế hoạch khai phá cái khối đất này đều ở trong đó. Hy vọng tôi từ Hong Kong trở về, cậu có thể cho tôi một tin tức tốt, Trương Dương nhận bảng kế hoạch, mỉm cười nói, tôi sẽ chăm chú đối đãi chuyện này. Khâu Phượng Tiên nói, chúng tôi khẳng định không ra giá giống Hải Sắt phu nhân, bất quá kế hoạch của chúng tôi làm rất chi tiết. Tận lực chú ý đến lợi ích hai bên, nếu như chúng tôi có thể lấy được quyền khai phá của cái khối đất này, chúng tôi sẽ đem một phần xây thành khu thương nghiệp cao cấp của Nam Tích, Trương Dương nói, tôi cũng hy vọng chúng ta có thể hợp tác thành công. Khâu Phượng Tiên nâng ly rượu nói, vậy cầu chúc chúng ta hợp tác thành công, cũng ly, Trương Dương cười cùng cô ấy cạn ly, thật ra Khâu Phượng Tiên có một câu nói không sai, cái khối đất của sân thể dục cũ Nam Tích này ngoại trừ tinh toán ra, quả thật không có người khác cảm thấy hứng thú. Kiều Bằng Cử lúc đầu nhất định đòi lấy cho được, hiện tại cơ hội tới, hắn ta lại rút, hẳn là sợ người khác nói xấu lão gia tử của hắn. Trương Dương vốn tưởng rằng chuyện này rất bí ẩn, nhưng nghĩ không ra Khâu Phượng Tiên cũng biết, xem ra Khâu Phượng Tiên đã điều tra chuyện tương quan với cái khối đất này rất rõ ràng, người làm ăn cũng không đánh mà không có chiến thắng. Vô luận mục đích của Khâu Phượng Tiên là cái gì, đối với Trương Dương mà nói,
có người nguyện ý đầu tư luôn luôn là một chuyện tốt. Cái phần kế hoạch này đối với Trương Dương mà nói không có ý nghĩa đặc thù gì, phương diện này cũng không phải của hắn, cho nên hắn đem phần kế hoạch giao cho Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong sau khi xem xong phần kế hoạch này biểu thị tán thưởng đối với bảng kế hoạch của Tinh Toản, xem ra Tinh Toản lần này đích thật là có chuẩn bị mà đến. Khâu Phượng Tiên có câu nói không sai, ngoại trừ bọn họ, hiện nay cũng không có bất luận đơn vị và cá nhân nào biểu thị ý nguyện đầu tư đối với cái khối đất này. Cho nên Tinh Toản cho ra giá cũng không cao, bọn họ tham khảo giá đất dùng trong thương nghiệp của Nam Tích, cho ra định giá 1 tỷ, hơn nữa giá giao trước là 500 triệu, 500 triệu còn lại hy vọng tại trong một năm sẽ trả hết. Trương Dương vô cùng bất mãn với cái giá này, hắn thấp giọng nói, lúc trước Phương Quân Giao bỏ ra 2 tỷ mới lấy được cái khối đất này, hiện tại Tinh Toản muốn dùng 1 tỷ, căn bản là nhân lúc cháy nhà đi hôi của mà. Thường Lăng Phong cười nói, ngoại trừ tập đoàn Tinh Toản, hiện tại cũng không có những ai cảm thấy hứng thú đối với cái khối đất này, bọn họ sở dĩ dám hạ giá cái khối đất này, nguyên nhân cũng là thiếu người cạnh tranh. Trương Dương nói, tôi có thể từ chối. Thường Lăng Phong nói, từ chối thì ý nghĩa là làm cho cái khối đất này tiếp tục để đó không dùng, Vương Quân Giao gặp chuyện không may, làm cái khối đất này trở nên mẫn cảm, cái này cũng là nguyên nhân đa số người không dám giao thiệp. Trương Dương nói, cái giá này quá thấp, ít nhất cũng phải 1 tỷ 500 triệu. Thường Lăng Phong nở nụ cười ha ha, tôi thấy Tinh Toản chưa chắc chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu như bọn họ có đối thủ cạnh tranh, còn có thể tăng giá lên một ít. Nhưng hiện tại chỉ có bọn họ cảm thấy hứng thú đối với cái khối đất này, đổi lại bất luận kẻ nào cũng đều phải nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Trương Dương nói, muốn cướp của tôi không dễ dàng như vậy. Thường Lăng Phong nói, thành phố tuy rằng đem quyền xử lý cái khối đất này của giao cho cậu, không có nghĩa là, thành phố thì không hỏi, căn cứ tình huống tôi lý giải, Nam Tích hiện tại rất thiếu tiền, thành phố đem quyền lực giao cho cậu mục đích cũng là cho cậu mau chóng đem cái khối đất này tống đi, thông qua cái khối đất này thu hoạch một số tiền. Nếu như cậu chậm chạp không làm được, thành phố khẳng định sẽ không để cái khối đất này tùy ý không dùng tới, rất mới có thể bọn họ sẽ thu hồi quyền lực của cậu tự mình tới thao tác chuyện này. Trương Dương gật đầu, theo như lời của Thường Lăng Phong thì rất mới có thể, hắn thấp giọng nói, cha Tấn Bắc khẳng định nhìn chuyện này rất rõ ràng, cho nên ông mới có thể cho ra một cái giá thấp như thế. Thường Lăng Phong nói, thương nhân sẽ nghĩ biện pháp làm giảm chi tiêu của mình, trong chuyện của cái khối đất này chuyện chúng ta quả thật không có ưu thế quá lớn. Cha Tấn Bắc hẳn là sẽ không đơn giản nhượng bộ. Trương Dương nói, một ti còn con mẹ nó muốn phân 2 lần, cha Tấn Bắc thật sự là tính tới đầu khớp xương, chuyện này tôi không thể đáp ứng. Thường Lăng Phong nói, vậy chỉ có thể cùng ông ta kéo dài xuống phía dưới, chỉ mong thành phố mình có kiên trì. Trương Dương nói, thật sự là kỳ quái, một khối đất tốt như vậy, bởi vì chuyện của Vương Quân Giao đột nhiên trở nên không người hỏi thăm. Thường Lăng Phong nói, cái khối đất này, thương nhân có thực lực khai phá của lúc đầu đã không, cao tầng của Nam Tích xảy ra biến cố lớn như vậy, rất nhiều kẻ có tiền đều là ngồi chơi ngó người khác, cũng không dám đơn giản đem tiền đầu tư đến một thành phố vừa phát sinh biến động chính trị. Trương Dương cầm lấy phần kế hoạch nói, vậy tôi sẽ chơi với bọn họ, nhìn xem ai có kiên trì hơn, nói không chừng, vài ngày nữa còn có thể có đầu tư mới tìm tới cửa. Thường Lăng Phong mỉm cười nói, thật sự là như vậy, tôi chỉ có thể cảm thán chủ nhiệm Trương Hồng Phúc Tề Thiên. Lúc này ngoài cửa phòng làm việc vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Trương Dương nghe được âm thanh của Thường Hải Tâm, chủ nhiệm Trương, Kiều Tiểu Thư đến. Chương 754, Triều Binh Mãi Mã. 5. Trương Dương ngạc nhiên xoay người lại, thấy Kiều Mộng Viện cùng với Thường Hải Tâm xuất hiện ngoài cửa phòng làm việc. Sau khi trở về từ Kinh Thành, Trương Dương cũng chưa có liên hệ với Kiều Mộng Viện, tuy rằng hắn rất muốn gặp mặt Kiều Mộng Viện biểu đạt lòng biết ơn. Nếu không phải Kiều Mộng Viện thỉnh cầu ông nội cô đứng ra, chuyện mình lao vào vùng cấm quân sự khẳng định là không dễ dàng giải quyết như vậy. Thấy Kiều Mộng Viện đến, Trương Dương và Thường Lăng Phong cùng nhau đứng dậy, Thường Lăng Phong cười nói, khách quý đến chơi, tôi tránh đi một chút. Kiều Mộng Viện lại nói, Thường chủ nhiệm đừng đi, ngày hôm nay tôi đến là vì chuyện công. Thường Lăng Phong nghe hai chữ chuyện công, vì vậy dừng chân lại. Trương Dương kêu Thường Hải Tâm đi pha trà. Mời Kiều Mộng Viện ngồi xuống, mỉm cười nói, Kiều Tổng, ngọn gió nào đã thổi cô đến Nam Tích vậy? Kiều Mộng Viện thản nhiên cười nói, tôi đến Nam Tích là vì bàn sinh ý. Trương Dương nói, sinh ý với tôi. Kiều Mộng Viện gật đầu nói, tôi nghe nói công ty English Bender muốn thiết lập nơi sản xuất hải ngoại tại Nam Tích. Trương Dương ở trước mặt Kiều Mộng Viện cũng không có bất luận giấu giếm gì, không sai, mấy ngày nay phó tổng tài của bọn họ sẽ đến đây tiến hành khảo sát lần thứ 2.
có thể sẽ ký hay không, còn phải đợi người ta nhìn tình huống quyết định. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, phó tổng tài của công ty English Bender còn rất trẻ, tên là Justin. Trương Dương không quen thuộc cái này, bởi vì chuyện cụ thể đều do Thường Lăng Phong phụ trách. Thường Lăng Phong cười nói, xem ra Kiều Tổng đã tốn không ít công phu vì chuyện này, hắn mơ hồ đoán được mục đích chuyến đi lần này của Kiều Mộng Viện. Công ty hối thông của Kiều Mộng Viện cũng sản xuất phần cứng máy tính, còn công ty English Bender là chùm trong lĩnh vực này, nhất cử nhất động của bọn họ đều tác động đến lực chú ý của Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện nói, những tư liệu này tôi không cần tốn công phu, Justin là bạn học đại học của tôi, bất qua hắn học được 2 năm thì tự động bỏ học. Trong thời gian ngắn đã trở thành phó tổng tài của công ty English Bender, năng lực của hắn thật sự không tầm thường. Trương Dương nói, cô và phó tổng tài của English Bender là bạn học. Kiều Mộng Viện cười gật đầu nói, không chỉ là bạn học, mà còn là bạn tốt, anh đại khái không biết hắn tối mai sẽ đến Nam Tích. Trương Dương và Thường Lăng Phong liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vừa mừng vừa sợ, Kiều Mộng Viện đến Nam Tích hiển nhiên giống như mưa đúng lúc. Cô ấy rõ ràng là trợ lực lớn nhất để cho công ty English Bender ở lại Nam Tích. Trương Dương nói, cô đặc biệt chạy đến đây giúp đỡ chúng tôi. Kiều Mộng Viện nói thật là bàn sinh ý, có lợi lẫn nhau. Trương Dương nói, không phải cô muốn đem hối thông từ Giang Thành dọn đến Nam Tích chứ? Nếu thật sự là như vậy, tốt, tôi bật đèn xanh cho cô, tìm thành phố phê cho cô một khối đất. Kiều Mộng Viện có chút oán trách nhìn hắn. Trong đầu của thằng nhãi này toàn là ý niệm kỳ quái, hối thông làm rất náo nhiệt tại Giang Thành, đầu tư lớn như vậy, vất vả lắm mới có được quy mô hiện nay, sao có thể nói dọn là dọn. Kiều Mộng Viện nói, lần này tôi đến đây đúng là vì đất, nhưng không phải vì hối thông, mà là một kế hoạch đầu tư mới. Trương Dương nói, cô nhìn chúng khối đất nào. Thường Lăng Phong cũng đoán được mục đích chuyến đi của Kiều Mộng Viện, hắn dò hỏi, Kiều Tổng lẽ nào nhìn chúng khối đất của sân thể dục cũ. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, Trương Dương, anh thật sự là tìm được một người giúp đỡ rất tốt. Trương Dương nghe cô ấy tự nhiên có hứng thú với khối đất của sân thể dục cũ, trong lòng thật sự vô cùng kinh hỉ, mới vừa rồi còn bàn luận chuyện này với Thường Lăng Phong. Không ngờ rằng đầu tư lại tìm đến cửa, hơn nữa người đầu tư này lại còn là Kiều Mộng Viện, vô luận về công hay tư, hắn đương nhiên muốn thân thiết với Kiều Mộng Viện hơn, cho dù không có Hình Chiêu Huy nhắc nhở, hắn cũng cho rằng cha Tấn Bắc là một người làm ăn chỉ vì lợi ích. Còn Kiều Mộng Viện trên thương trường rất chú ý nguyên tắc, huống chi trong mặt tình cảm cá nhân Trương Dương lại càng có khuynh hướng nghiêng về cô ấy. Trương Dương nói, sao? Cô cũng muốn làm quản trường thương nghiệp tại Nam Tích à? Kiều Mộng Viện lắc đầu, cô nhẹ giọng nói, công ty English Bender nếu như thiết lập cơ sở sản xuất tại Nam Tích, thì Nam Tích sẽ trở thành trung tâm phần cứng máy tính được mọi người chú ý. Đây là một kỳ ngộ, công ty English Bender nhập trú có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thế nhưng cái cần thật sự có thể hấp dẫn tinh anh thương giới đến Nam Tích là một sân chơi, một mảnh đất thích hợp, mà Nam Tích trong phương diện này còn chưa có khởi bước. Thật ra không chỉ Nam Tích, toàn bộ Bình Hải cũng thiếu một mảnh đất đặc biệt dành cho ngành máy tính. Tôi muốn làm quản trường khoa học kỹ thuật đầu tiên của Bình Hải, của toàn quốc, thậm chí là trên toàn bộ thế giới. Trải qua thảo luận của tập thể quản lý công ty chúng tôi, cuối cùng quyết định chọn sân thể dục cũ, cái này là bảng kế hoạch của công ty chúng tôi. Kiều Mộng Viện đem bảng kế hoạch đưa cho Trương Dương nhận lấy, vẻ mặt hắn cười cười, đem bảng kế hoạch giao cho Thường Lăng Phong. Thường Lăng Phong cầm bảng kế hoạch của Kiều Mộng Viện trong tay, lúc này thật sự đã cảm thán mạng của Trương Dương quá tốt, vừa rồi còn nói thằng nhãi này hồng phúc tề thiên, xem ra thật sự là như vậy, bên này đang buồn vì khối đất ở sân thể dục cũ không ai hỏi thăm, bên kia tinh toàn tìm đến, sau đó công ty hối thông của Kiều Mộng Viện cũng nối gót, vốn là một khối đất không ai hỏi thăm. Đột nhiên lại thành bánh trái thơm. Tuy rằng còn chưa cẩn thận nghiên cứu bảng kế hoạch của Kiều Mộng Viện, nhưng trong lòng Thường Lăng Phong đã nghiêng về phía hối thông. Thường Lăng Phong cho rằng Nam Tích hẳn là nên lợi dụng cơ hội lần này, phát triển sản nghiệp công nghệ cao, mượn cơ hội công ty English Bender đến Nam Tích, thúc đẩy toàn bộ trọng tâm của Nam Tích phát triển theo hướng công nghệ cao. Muốn có tư tưởng như vậy, Nam Tích không chỉ cần có một khu công nghiệp công nghệ cao, còn cần một trung tâm thương mại công nghệ cao, từ sản xuất đến buôn bán hình thành một dây chuyền hoàn chỉnh. Thường Lăng Phong xuất hiện, cùng với bảng kế hoạch của cô, đã khiến cho tư tưởng của Thường Lăng Phong trở thành hiện thực. Phải thừa nhận là, việc xây dựng quảng trường thương nghiệp trong phần kế hoạch của tinh toán cũng tương đối hấp dẫn, nhưng mà so với quảng trường công nghệ cao của Kiều Mộng Viện, thì cái trước vẫn có vẻ thiếu sót hơn. Nếu như nói Thường Lăng Phong đứng trên góc độ công bằng mà suy nghĩ, thì Trương Đại Quan Nhân sau khi thấy sự xuất hiện của Kiều Mộng Viện, trong lòng cũng đã nghiêng về hướng của cô ấy,
thằng nhãi này cũng tìm lý do cho mình, hắn muốn hợp tác với Kiều Mộng Viện bởi vì hắn trọng tình cảm trong lòng của Trương Đại Quan Nhân đối với Kiều Mộng Viện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lâu ngày ở chung với Kiều Mộng Viện, quan hệ của bọn họ trở nên có chút dây dưa không dứt mà còn khá loạn, đạt đến trình độ nói không rõ ràng. Chương 755, giả mạo Ngụy Liệt. 1. Ứng với yêu cầu của Kiều Mộng Viện, Trương Dương mang theo cô ấy đi tới sân thể dục cũ, bởi vì sân thể dục chủ của trung tâm thể dục mới đã xây xong, vận động viên bắt đầu đi qua kia đi tập luyện, sân thể dục cũ bên này càng ngày càng trở nên vắng lạnh, thường ngày thiếu giữ gìn, càng có vẻ tiêu điều. Trương Dương từ sau khi địa điểm làm công được dọn đi, cũng rất lâu không đến nơi đây, đi vào trong sân thể dục, thấy cỏ hoang trên mặt đã bao phủ mắt cá chân, nếu như tùy ý để khối đất này không dùng tiếp, không cần bao lâu sẽ trở thành nơi hoang vu. Kiều Mộng Viện cũng không phải lần đầu tiên đến đây, trước đó cô ấy theo lời mời của anh trai đến Nam Tích khảo sát qua cái khối đất này, bất quá khi đó cô ấy cũng không có lực chú ý đối với cái khối đất này. Nguyên nhân chân chính khiến cho cô ấy đồng ý niệm khai phá cái khối đất này trong đầu cũng là tập đoàn English Bender. Trên đồng cỏ có rất nhiều cây tể thái, màu trắng, đốm trắng linh tinh, gió thổi qua, nhộn nhạo màu xanh của cỏ dại, phảng phất giống như ngôi sao chợt lóe, vẻ đẹp tự nhiên không chỗ nào không có. Kiều Mộng Viện cúi người xuống, bẻ một đóa hoa tể thái, Trương Dương đứng ở một bên chuyên chú nhìn cô ấy, cảm giác được mỗi một cử chỉ rất nhỏ của Kiều Mộng Viện đều tràn ngập lực hấp dẫn đối với mình. Kiều Mộng Viện cảm giác được ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói, vì sao nhìn tôi như thế? Trương Dương nói, tôi còn tưởng rằng anh cô thật sự từ bỏ kế hoạch đầu tư cái khối đất này, không ngờ rằng hắn là Dương Đông Kích Tây. Kiều Mộng Viện ngồi xuống trên cỏ, hai tay ôm hai chân, mỉm cười nói, anh nghĩ rằng lần này tôi tới Nam Thích là chủ ý của đại ca tôi. Trương Dương gật đầu, cũng học hình dạng của cô ngồi xuống bên cạnh cô, hắn đích thật là nghĩ như vậy. Hắn cho rằng Kiều Mộng Viện lần này đứng ra mua đất là chủ ý của Kiều Bằng Cử. Kiều Mộng Viện nói, chuyện này không quan hệ đến anh tôi, anh ấy quả thật rất muốn cái khối đất này, thế nhưng ba tôi phản đối kịch liệt, cho rằng anh ấy đứng ra mua đất sẽ làm người ta cảm thấy anh ấy được đặc quyền. Hơn nữa anh tôi xuất hiện một ít vấn đề trong tài chính, anh ấy và mấy người bạn gần đây nhìn chúng địa ốc của Hải Nam, mục tiêu có thay đổi. Trương Dương nói, nếu Kiều Bí Thư phản đối, vì sao cô còn muốn tiến vào? Kiều Mộng Viện cười nói, trong lòng ba tôi làm việc từ đầu đến cuối đều tốt hơn anh tôi một ít. Trương Dương cười ha hả nói, đó là ba cô bất công. Kiều Mộng Viện nói, lúc đầu tôi cũng không nghĩ tới Nam Thích đầu tư, phó tổng tài Justin của công ty English Bender là bạn học đại học của tôi, hắn gọi điện thoại đến đây hỏi tôi tình huống của Nam Thích, nói cho tôi biết công ty English Bender chuẩn bị thiết lập nơi sản xuất hải ngoại tại Nam Thích, chính vì duyên cớ này mới khiến cho tôi quyết tâm tới Nam Thích đầu tư. Trương Dương nói, Justin lần này tới Nam Tích là vì tiến thêm một bước khảo sát, có phải là đặt nơi sản xuất ở Nam Tích hay không còn chưa có quyết định cuối cùng. Kiều Mộng Viện cười nói, 8-9 phần rồi, tôi có thể sớm tiết lộ cho anh một tin tức. Justin lần này tới của Nam Tích mục đích chủ yếu là tuyên chỉ, công ty English Bender đối với hoàn cảnh địa lý và điều kiện chính sách tương quan của Nam Tích đều biểu thị vô cùng thỏa mãn, nơi sản xuất hẳn là xác định đặt ở Nam Tích. Đương nhiên cái đó có liên quan đến ngành điện tử của Nam Tích, ở chỗ này bọn họ thuê người làm tất cả rất dễ, đều có thể giải quyết. Trương Dương nói, chuyện cụ thể tôi cũng làm không rõ ràng lắm, tôi đều giao cho Thường Lăng Phong. Kiều Mộng Viện nói, anh thật là, may mà có Thường Lăng Phong bên người hỗ trợ, nếu không công tác khẳng định hỏng bét. Trương Dương nói, tôi tự hiểu lấy mình, làm kinh tế không phải điểm mạnh của tôi thuộc về người làm đại sự, bình thường cầu thả đã quen, chuyện lớn tôi nắm chắc được. Chuyện chi tiết còn phải giao cho người khác làm, cô nói tôi cái này có phải gọi là thiên phú lãnh đạo hay không? Thằng nhãi này cũng có thói quen tự lót vàng lên mặt của mình rồi. Kiều Mộng Viện bị hắn tự biên tự diễn làm cho nở nụ cười. Trương Dương nói, khinh thường tôi sao? Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, không phải, có thể đem nhiều người có năng lực như vậy tập trung lại một chỗ, tụ tập bên cạnh anh, làm việc cho anh, quả thật cũng là một loại bản lĩnh. Trương Dương nói, sao tôi nghe không giống như là khen tôi? Kiều Mộng Viện nói, tôi cảm thấy là đang khen. Trương Dương nhìn mặt cười kiều diễm của Kiều Mộng Viện, nuốt nước bọt, thằng nhãi này thật nuốt nước bọt, ực, ngay cả Kiều Mộng Viện cũng nghe được, rất quái lạ dị nhìn hắn một cái, Trương Đại Quan Nhân mình cũng thấy có chút bất nhã, xấu hổ cười cười nói, phản xạ có điều kiện. Kiều Mộng Viện nói, điều kiện phản xạ gì? Trương Đại Quan Nhân dày mặt nói, nhìn thấy cô luôn luôn kìm lòng không đậu chảy nước miếng.
Kiều Mộng Viện mặt cười nóng lên, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, nhìn mây trắng trôi dạt từ từ trên bầu trời, nhẹ giọng nói, xem ra vấn đề của anh rất nghiêm trọng, muốn chữa tốt bệnh cũng có một biện pháp giản đơn. Biện pháp gì? Đem anh đưa đến chùa Miểu, không thấy được người khác phái, bảo đảm anh không bao giờ chảy nước miếng. Trương Dương nói, con người tôi Phật tổ không muốn thấy, tốt nhất là đừng đi để cho lão nhân ra ngột ngạt. Kiều Mộng Viện cười nói cũng đúng, Phật môn thanh tịnh, quả thật không phải chỗ cho người như anh. Trương Dương nói, cho nên tôi giữ lại làm tai họa nhân gian. Hắn nằm xuống, hai tay gối lên sau đầu, nhìn bầu trời, nhưng phát hiện tầng mây trở nên có chút dày đặc. Kiều Mộng Viện nói cho tôi rõ đi, cái khối đất này giá của các người là bao nhiêu? Nói tới công sự, Kiều Mộng Viện luôn luôn rất chăm chú. Trương Dương nói, thật ra cô cũng không phải người thứ nhất cảm thấy hứng thú đối với cái khối đất này, trước cô tính toán đã đưa qua bảng kế hoạch. Kiều Mộng Viện nói, xem ra lại muốn trải qua một lần cạnh tranh công khai. Trương Dương nói, điều kiện của tính toán cho ra cũng không được, bọn họ muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giảm thấp giá của cái khối đất này. Kiều Mộng Viện nói, tôi không hỏi, mọi người cạnh tranh công bằng, tôi không muốn anh làm việc riêng tư. Trương Dương cười nói, làm việc riêng tư, cái tư giữa hai ta từ đâu tới? Một câu nói làm mặt cười Kiều Mộng Viện đỏ bừng, quả thật cô ấy những lời này tràn ngập lỗ thủng, thằng nhãi này cũng thật sự là ghê tởm, không biết lưu chút tình cảm cho người khác sao? Kiều Mộng Viện ứng biến cũng nhanh, cô ấy nhẹ giọng nói, tôi tin tưởng anh sẽ không cho tôi chiếu cố đặc thù, thế nhưng anh có thể sẽ bận tâm đến mặt mũi của ba tôi. Trương Dương nói, có tôi ở đây, ba cô nói không có tác dụng bằng cô nói. Kiều Mộng Viện thấy hắn càng nói càng thái quá, thẳng thắn dùng im lặng mà chống đỡ. Chương 756, giả mạo Ngụy Liệt. 2. Trương Dương nói, bởi vì chuyện tình của công ty English Bender, Thường Lăng Phong đưa ra một khái niệm xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao, bảng kế hoạch lần này của cô, rất phù hợp với lý niệm này, mục đích của tinh toán là đem cái khối đất này xây thành khu thương nghiệp xa hoa, định vị và điểm xuất phát của bọn họ cũng không rõ ràng, cho nên hai phần kế hoạch đặt cùng một chỗ. Chúng tôi có khuynh hướng nghiêng về phần của cô. Kiều Mộng Viện nói, anh căn bản không nhìn phần kế hoạch của tôi. Trương Dương nói, không cần nhìn, ta tin cô. Kiều Mộng Viện nói, anh tin tưởng tôi như thế, tôi cũng không gạt anh, cái giá mấu chốt của tôi đối với cái khối đất này là 1 tỷ 500 triệu, nếu như các người kỳ vọng giá cả cao hơn tôi chỉ có thể từ bỏ. Trương Dương nói, tôi đã sớm nói qua, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, tôi cho tới bây giờ đều là cái nguyên tắc này. Kiều Mộng Viện nói, anh đây là lấy việc công làm việc tư. Thân là một cán bộ lãnh đạo đây chính là tối kỵ. Trương Dương nói, tại giá đồng dạng trước mặt, tôi đương nhiên muốn chọn trạch bên nào càng có lợi đối với Nam Tích phát triển, tinh toán xây dựng khu thương nghiệp, lý niệm tuy rằng không tồi, thế nhưng không phù hợp với hướng phát triển thời gian tới của Nam Tích chúng tôi, huống chi bọn họ ra giá trước mặt cô cũng không có bất luận cái ưu thế gì. Kiều Mộng Viện nói, tôi có chút hối hận vì đã tới tìm anh. Trương Dương nói, vì sao? Anh làm việc luôn luôn lẫn lộn nhiều lắm tình cảm, tôi tới tìm anh, chẳng khác nào hại anh phạm sai lầm, cho anh lấy việc công làm việc tư lạm dụng chức quyền. Trương Dương nói, cô không tự tin đối với kế hoạch đầu tư của mình như thế. Kiều Mộng Viện nói, tốt nhất tôi hẳn là trực tiếp đi tìm lãnh đạo trực tiếp. Trương Dương nói, biết tôi vì sao bài xích tinh toán như thế không? Kiều Mộng Viện không giải thích được lắc đầu. Trương Dương nói, cũng là bởi vì bọn họ trước đi tìm lãnh đạo trực tiếp của tôi. Kiều Mộng Viện nở nụ cười, cô ấy đương nhiên không tin Trương Dương có cái lý do này. Trương Dương nói, tôi là người này đặc biệt tin tưởng cảm giác, đối với lựa chọn người hợp tác rất soi mói, chỉ có lẫn nhau tín nhiệm, mới có thể hợp tác khăng khít, tinh toán khiến cho tôi cảm giác không tốt. Kiều Mộng Viện nói, đừng quên một câu nói vô thương bất gian tôi cũng không chắc đã làm cho anh tin. Trương Dương nói, tôi tin tưởng cô. Một câu nói làm Kiều Mộng Viện sững sờ ở chỗ đó. Trương Dương ngồi dậy, rất chăm chú nhìn cô ấy, chuyện kinh thành, tôi vẫn không có cơ hội nói cảm ơn với cô. Kiều Mộng Viện nói, chỉ là cái nhấc tay mà thôi, chỉ là hy vọng sau này không nên có chuyện như vậy phát sinh. Trương Dương gật đầu, lúc này sắc trời trở nên càng ngày càng ảm đạm, trên bầu trời u ám. Kiều Mộng Viện theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhẹ giọng nói, trời muốn mưa. Trương Dương nói, vừa đến mùa xuân, Nam Tích mưa liên tục, tôi thật sự có chút không quen. Kiều Mộng Viện đứng dậy phủi cỏ trên người, cười nói, anh ở Giang Thành quen, khí hậu bên kia và ở đây quả thật khác nhau.
Trương Dương nói, bên này hơi ẩm quá lớn, cả ngày cảm giác trên người đều khô, không sảng khoái. Kiều Mộng Viện nói, khí hậu phương nào người phương đó, anh đến ở lâu rồi cũng có thể thích ứng. Hai người đi ra sân thể dục, bầu trời đã bắt đầu có nước mưa rơi xuống, Kiều Mộng Viện theo Trương Dương cùng tiến lên xe Jeep của hắn, Trương Dương khởi động động cơ, liên tiếp vài lần, không có gì xảy ra, nhưng mưa càng rơi xuống càng lớn, Trương Dương tức giận đấm lên tay lái một cái nói, cái xe hư này. Kiều Mộng Viện nói, cũng may mà, ít nhất có thể cho chúng ta đụt mưa. Trương Dương bắt đầu hoài niệm ra xe tải của hắn, hắn gọi điện thoại cho Triệu Thiên Tài nghe nói xe hư, nở nụ cười, đợi mưa tạnh, tôi qua bên kia nhìn xem rốt cục là vấn đề gì, lúc này tôi đang vội. Trương Dương nói, tôi dùng cái xe này, vừa đến thời điểm mấu chốt thì tắt lửa, anh còn nói với tôi là tính năng cái gì, tôi nói anh có phải cố ý chỉnh tôi không? Triệu Thiên Tài nói, không phải, ngay từ đầu tôi cũng là nói trước cho cậu, như vậy đi, đợi mưa tạnh, tôi đem xe trở về. Dành thời gian bảo dưỡng toàn diện một chút, thật sự không được tôi đem động cơ thay đổi cho cậu. Chuyện tới tình trạng này, Trương Dương cũng không biện pháp gì, hắn cúp điện thoại, cùng Kiều Mộng Viện ngồi trong xe Jeep, nhìn mưa xuân tí tách bên ngã hoa, mưa lúc lớn lúc nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn không có dấu hiệu ngừng lại. Kiều Mộng Viện cũng có chút không nhẫn nại, nhìn thời gian một chút nói, tôi còn phải đi bàn sinh ý, xem ra chỉ có thể đón xe. Trương Dương sao có thể để cho cô ấy đón xe? Nhanh chóng gọi điện thoại cho Lão Hà, khiến cho Lão Hà lái xe thương vụ của Ủy ban Thể dục đến đây. Lão Hà chạy tới, Triệu Thiên Tài cũng tới, Kiều Mộng Viện mạo hiểm nhảy mưa xuống xe Jeep, Trương Dương cũng theo đi ra ngoài, dùng áo bảo vệ Kiều Mộng Viện, che mưa gió thay cô ấy, đưa cô ấy lên xe thương vụ. Mãi cho đến khi Kiều Mộng Viện rời đi, hắn mới ướt đẫm đi về xe của Triệu Thiên Tài, Triệu Thiên Tài nhếch miệng cười nói, tôi nói chủ nhiệm Trương này, biểu diễn hơi bị quá đó. Trương Dương tàn bạo trừng mắt liếc hắn quan tâm của, mình đối với Kiều Mộng Viện tuyệt không có nửa điểm giả dối ở bên trong, thằng nhãi này cư nhiên hiểu lầm mình, Trương Dương nói, tôi còn chưa nói anh, ngươi không phải kỹ sư máy móc hạng nhất sao? Cái xe Jeep này sao luôn luôn tắt lửa? Triệu Thiên Tài nói, một lần mà thôi, có thể là có chỗ nào đó có chuyện, cậu cũng biết, cái xe Jeep này là hai chiếc xe chắp vá lung tung cùng một chỗ, rất nhiều bộ phận đều cần ma hợp, đừng nói xe, người cũng có lúc sinh bệnh. Cậu đừng vội, tôi hiện tại kéo xe trở lại, kiểm tra một chút, lần này nhất định đem tất cả tai họa ngầm thanh trừ. Triệu Thiên Tài đem dù giao cho Trương Dương, nhờ Trương Dương hỗ trợ cầm dù, đi tới trước xe Jeep, mở nắp động cơ, hắn kiểm tra một chút, rất nhanh tìm được chỗ vấn đề, cười nói, mạch điện nói bình điện bị lỏng, vấn đề đơn giản như vậy cậu cũng làm thấy ghê. Hắn nối mạch điện lại, nói, được rồi. Trương Dương nói, chỉ đơn giản như vậy. Triệu Thiên Tài nói, lúc đầu thì đơn giản như vậy. Lúc này thấy một người trung niên mặc áo mưa chạy tới bọn họ, người nọ lớn tiếng nói, sư phụ. Ngài là sửa xe sao? Triệu Thiên Tài cười gật đầu, cái xe của hắn là xe quảng cáo, thảo nào người ta chạy thẳng đến chỗ hắn, người trung niên chỉ một chiếc xe vận tải lớn cách đó không xa, xe của tôi bị hư, ngài có thể hỗ trợ nhìn được không? Triệu Thiên Tài theo hắn đi qua, Trương Dương không có lập tức cùng đi qua, thử đánh lửa một chút. Xe Jeep quả nhiên được rồi, hắn lái xe Jeep chạy qua bên cạnh chiếc xe tải, nói với Triệu Thiên Tài, tôi đi. Triệu Thiên Tài đang giúp người sửa xe, hắn không ngẩng đầu, khoát tay áo nói, đi đi, bận việc của cậu đi. Trương Dương đang chuẩn bị rời đi, nhưng thấy tấm quảng cáo dán trên xe, trên quảng cáo tự nhiên có hình của Hà Hâm Nhan, trên còn có mấy chữ tôi thỏa mãn, tôi thích, Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn. Chương 757, giả mạo Ngụy Liệt. 3. Trương Đại Quan Nhân thấy bức tranh quảng cáo này, nhất thời nhớ lại một chuyện, nhớ lúc trước khi hắn đến Kinh Thành, ở trạm nghỉ thấy được quảng cáo của Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn, lúc đó liền có chút căm tức, bất quá bởi vì thời gian vội vàng, cho nên không lo lắng truy cứu, bởi vì sự kiện này, hắn đã hỏi riêng Hà Hâm Nhan, Hà Hâm Nhan cho đến bây giờ cũng chưa làm qua quảng cáo của Hổ Tiên Hoàn gì cả, cái nhà mấy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Đông Sơn căn bản là xâm phạm vào chân dung quyền của cô ấy. Hà Hâm Nhan biết chuyện này cũng nổi giận bảo Đồng Học Bân không cần hỏi đến, cô ấy sẽ ủy thác cho luật sư của mình tiến hành xử lý, cho nên Đồng Học Bân cũng đã quên chuyện này, nhưng ngày hôm nay thấy được quảng cáo của Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn, lập tức rõ ràng, xem ra Hà Hâm Nhan xử lý không được tốt, cái xưởng Hổ Tiên Hoàn này tiếp tục sản xuất, quảng cáo tiếp tục làm, bây giờ còn làm đến Nam Tích, không coi Đồng Học Bân vào đâu cả. Uẩn Nhân không nhịn được, hắn nhấn phanh lại, đẩy cửa xe đi xuống. Chiếc xe này ngoại trừ tài xế trung niên còn có hai người,
hai người hiện tại đều ở trong xe trú mưa, Trương Dương đi tới trước mặt tài xế trung niên nói, trong xe có cái gì? Trung niên tài xế nhìn hắn một cái, cười nói, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Trương Dương nói, mở ra tôi xem. Người trung niên sửng sốt một chút, trong lòng nói làm gì vậy? Bất quá miệng hắn vẫn rất khách khí, không tốt đâu, mưa lớn như vậy, hàng nếu như bị ướt thì làm sao bây giờ? Trương Dương nói, Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn. Người trung niên nói, đúng vậy, cậu cũng nghe nói qua, chúng tôi là xưởng chính quy, tại Lâm Lang tỉnh Đông Sơn rất có danh tiếng, sản phẩm của chúng tôi dễ bán toàn quốc, không thành vấn đề. Hắn nói đến đây, nhớ tới cái gì, chỉ quảng cáo trên xe nói, thấy không, ngay cả đại minh tinh đều làm quảng cáo cho chúng ta. Không đề cập tới chuyện này Trương Dương còn không tức, nghe hắn nói như vậy, Trương Dương cả giận nói, đem hàng mở ra. Người trung niên nghe ngữ khí bất thiện, lúc này mới cảm giác được có chút không đúng. Triệu Thiên Tài thấy Trương Dương nổi nóng, cũng ngừng tay, đứng dậy nhìn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Người trung niên nói, các người sửa xe thì sửa xe, không sửa thì đi, làm gì vậy? Kiểm tra hàng của chúng tôi, muốn cướp của sao? Hai đồng bạn bên trong xe, nghe được khắc khẩu phía dưới, hai người đều mở cửa xe đi xuống, hai người này tất cả đều là thân hình cao to, vạm vỡ. Một người bên trong hung thần ác sát trừng mắt Trương Dương, làm gì? Mày muốn làm gì? Muốn tìm chuyện cũng phải xem lại phân lượng của mình. Đang nói chuyện, đưa tay đẩy qua hướng Trương Dương, Trương Dương vung tay đẩy cánh tay hắn. Đẩy tại lên ngực của hắn, tên này lập tức nghiêng ngả, thân thể dầm. Một tiếng ngã vào thùng xe, đứng cũng không vững, nhất thời ngồi trên đường lầy lội. Người còn lại nổi giận, thấy đồng bạn bị Trương Dương đẩy ngã. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tên nhóc, mày con mẹ nó muốn chết. Xông lên đấm một quyền vào mặt Trương Dương. Trương đại quan nhân há có thể bị hắn đụng tới, không đợi hắn vào tới trước mặt mình, giơ lên một cước, đem thằng nhãi này đạp ngã lăn ra, người còn lại còn muốn động, Triệu Thiên Tài bất ngờ cho một quyền vào bên gáy của hắn, đập tên nhóc hôn mê. Triệu Thiên Tài tuy rằng không rõ rốt cục là sao, nhưng Trương Dương là chiến hữu cùng sinh cùng tử của hắn, ở nước Mỹ, bọn họ cùng chiến đấu với nhau. Ở Trung Hoa Triệu Thiên Tài vẫn không chút do dự. Trương Dương nở nụ cười, hắn đi tới sau xe, túm lấy khóa cửa xe, vận nội lực, chỉ nghe một tiếng cạch cạch, bẻ gãy cái ổ khóa, giật hai cánh cửa quạt gió, thấy bên trong xe tất cả đều là thùng, trong thùng có đầy đủ các loại hộp, hơn phân nửa đều là Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn. Người trung niên bò dậy trên mặt đất, hắn có vẻ có chút kinh hoàng, lấy điện thoại ra gọi điện thoại, hiển nhiên là xin giúp đỡ. Triệu Thiên Tài lặng lẽ nhắc nhở Trương Dương nói, hắn gọi giúp đỡ. Trương Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, để cho hắn gọi ai thì gọi, hôm nay tôi muốn nhìn xem, ai có lá gan lớn như vậy. Triệu Thiên Tài đến bây giờ cũng không rõ Trương Dương vì sao muốn phát hỏa, mở một cái thùng ra, lấy một hộp Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn, có chút vô cùng kinh ngạc nói, không phải là Hổ Tiên Hoàn sao? Đáng để cậu phát hỏa lớn như vậy. Trương Dương mới đem nguyên nhân mình phát hỏa nói cho Triệu Thiên Tài, Triệu Thiên Tài vừa nghe liền vui vẻ, thảo nào Trương Dương tức giận, chuyện này đổi lại trên người hắn, cũng sẽ không nhịn được. Người trung niên gọi người không tới, nhưng Trương Dương gọi người đã tới, Cục trưởng Trình Diễm Đông của Phân Cục Công an Hà Tây mang đội cấp tốc đi tới hiện trường, Trình Diễm Đông đến trước mặt Trương Dương hỏi rõ tình huống, Trương Dương đem chuyện tình nói, Trình Diễm Đông nhỏ giọng nói chuyện này cũng không phải tôi quản. Trương Dương nói, đừng quản nhiều như vậy, đem cái xe này giam lại trước, tôi muốn để cho lãnh đạo nhà máy của bọn họ đến đây, chuyện này cần phải nói rõ ràng với bọn họ. Một gã công hồi an cầm lấy một cái hộp nhìn một chút, lại mở một lọ bên trong, ngửi ngửi, thất kinh nói, thuốc giả. Một câu nói đem Trương Dương và Trình Diễm Đông đô hấp dẫn đi qua, Trình Diễm Đông nói, thuốc giả. Cậu có thể kết luận. Người công an gật đầu, thấp giọng nói, thuốc này tôi ăn rồi. Các người nhìn in ấn đóng gói đi, rất thô, căn bản là không phải chính phẩm. Trương Dương đi qua nhìn một chút, quả thế. Ba người kia lúc này có chút sợ, người trung niên nói, đồng chí công an, chúng tôi chỉ là vận chuyển, bên trong xe có gì, chúng tôi thật không biết. Trình Diễm Đông hừ lạnh một tiếng, cẩn thận soát, xem trên xe còn có cái gì. Hai gã võ cảnh ba vào bên trong xe, cẩn thận tìm tòi, không soát không biết. Trong xe container không chỉ có là Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn, bên trong còn có chất kháng sinh, thuốc kháng ung thư, có rất nhiều thứ đều rất khan hiếm trong thành phố, bất quá từ bề ngoài, có thể nhận định sơ bộ trên cơ bản đều là thuốc giả. Trương đại quan nhân cũng là vô tâm trồng liễu liễu thành bóng mát, vốn là muốn lấy lại công đạo cho Hà Hâm Nhan,
nhưng không ngờ rằng đánh bậy đánh bạ phát hiện một xe thuốc giả. Trình Diễm Đông phỏng chừng ba người này 8-9 phần cũng là thành viên của băng thuốc giả, nộ quát một tiếng nói tất cả đều bắt lại cho tôi. Ba người sợ đến mặt không còn chút máu, người trung niên kêu lên, oan uổng, oan uổng. Trương Dương đi qua, đưa tay cho một cái tát, nhìn cái mặt lấm la lấm lét của mày, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt, mày oan uổng. Oan uổng cái rắm, thành thật khai báo, số thuốc giả là từ đâu ra. Người trung niên cắn răng không thừa nhận, chỉ nói mình là vận chuyển hàng hóa. Trình Diễm Đông cười nói, chuyện này giao cho tôi đi, tôi nhất định mau chóng điều tra rõ chuyện này, cho cậu một công đạo. Trương Dương không phải là muốn công đạo cái gì, mục đích lúc đầu của hắn cũng không phải tra thuốc giả, mà là muốn tìm Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn, nhưng không ngờ rằng ngay cả Đông Sơn Hổ Tiên Hoàn đều là giả mạo. Chương 758, giả mạo Ngụy Liệt. 4. Trương Dương cố ý nói với Trình Diễm Đông, cục trưởng Trình, xe thuốc giả như thế được cho là lớn án, phỏng chừng phải trên 10 năm. Trình Diễm Đông đương nhiên biết ý tứ của hắn, và phối hợp với Trương Dương tương đối ăn ý. Gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói, vụ án lớn như vậy, làm không tốt là trung thân, nghiêm trọng hơn thì bắn chết cũng rất có thể. Người trung niên bị Trương Dương hù dọa, mặt mũi trắng bệch, môi run run nói, không liên quan đến tôi. Trương Dương nói, thẳng thắn được khoan hồng, chống cự bị nghiêm phạt, chính sách của đảng mày hẳn là biết, nhanh chóng đem nơi bào chế thuốc giả nói cho chúng tôi biết, tranh thủ xử lý. Trình Diễm Đông nói, có vài người chết cũng không hối cải, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chủ nhiệm Trương, ngài cũng đừng quan tâm, người như thế không đáng đồng tình. Người trung niên thì không sao, nhưng hai người đồng bọn bên cạnh bị dọa đến hồn phi phách tán, hai người kêu lên, không quan hệ đến chúng tôi, không quan hệ đến chúng tôi là hắn gọi tới hỗ trợ áp xe. Chúng tôi không biết bên trong là cái gì. Trình Diễm Đông nói, nhanh chóng khai mau, những thuốc này từ đâu mà ra. Phòng tuyến tinh thần của đám người này rốt cục tan vỡ, bọn họ rất nhanh khai ra. Những thuốc giả này tất cả đều là từ trong một nhà xưởng tư doanh Bắc Giao Nam Thích đi ra, nhà xưởng mở quán nước đánh lửa bên ngoài, nhưng bên trong là một động bào chế thuốc giả. Sau khi bọn họ khai báo, Trình Diễm Đông xuất lĩnh công an cảnh sát, lúc này đi đến nơi đó tra rõ, để cho bọn họ khiếp sợ chính là, trong phòng kho 1.000 m² của nhà xưởng này tất cả tràn đầy thuốc, những thuốc giả này đa số đều là thuốc kháng nghiện, thuốc kích dục, điều kiện sản xuất và trang thiết bị đều cực kỳ đơn sơ. Ông chủ nhà xưởng đã sớm nhận được tin tức chạy trốn, bắt được đều là một ít công nhân đến đây làm công, cũng không phải nhân vật quan trọng. Thuốc giả ở đây đem mục tiêu tập trung vào thuốc kích dục và thuốc kháng ung thư, nguyên nhân là giả mạo những thuốc này tương đối bí mật, không dễ dàng bị phát hiện. Trình Diễm Đông tìm được một phần hóa đơn tại hiện trường, chỉ là cái hóa đơn này thôi thì cũng đã có giá giao dịch là 1.300.000 rồi, con số này chỉ là giá gốc của bọn chúng, chỉ cần những thuốc giả này được vận chuyển ra ngoài. Giá cả sẽ tăng lên vài lần, sau đó thuốc giả mạo chảy vào thị trường chữa bệnh, tổn hại lợi ích của xí nghiệp tương quan đồng thời cũng tổn hại sức khỏe thân thể của dân chúng. Trương Dương trong lúc vô ý phát hiện được đống thuốc giả, chuyện này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, cũng giải phiền cho rất nhiều nhà máy xí nghiệp chế thuốc. Trong cùng ngày sau khi chuyện xảy ra không lâu, đại biểu tiêu thụ của nhà máy Lâm Lang thành phố Lâm Lang tỉnh Đông Sơn đặc biệt đến Ủy ban Thể dục để biểu đạt cảm ơn với Trương Dương. Đại biểu tên là Tiết Đông Dương. Là chủ nhiệm phòng làm việc ở Nam Tây của nhà máy Lâm Lang, hai năm nay hổ tiên hoàn của bọn họ được tiêu thụ rất tốt, lợi nhuận năm ngoái của nhà máy đạt đến 15 triệu, dự định quý thứ nhất của năm nay sẽ lại tăng cao hơn so với năm ngoái, chính là vì nhà máy làm ăn náo nhiệt như thế, cho nên mới bị thuốc giả quậy phá, bây giờ thuốc giả Đông Sơn hổ tiên hoàn trong thành phố càng ngày càng nhiều, nhà máy cũng bị chuyện này làm cho phức tạp. Nghe nói bắt được băng thuốc giả, Tiết Đông Dương trước tiên đến phân cục để tìm hiểu tình huống. Lúc này mới biết là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Trương Dương phát hiện ra xe thuốc giả, tìm và bắt được một ổ chế thuốc giả, bên công an đã áp dụng hành động tiêu hủy. Tiết Đông Dương cũng nghe tiếng Trương Dương đã lâu, biết hắn là người nổi tiếng trong chính đàn Nam Thích, muốn kết giao từ lâu, nhưng khổ nổi vẫn không có cơ hội, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy, hắn vươn cao cờ hiệu cảm ơn đến tìm Trương Dương. Tiết Đông Dương đương nhiên không biết mục đích ban đầu của Trương Dương khi truy xe thuốc giả là gì. Nếu như hắn biết, vô luận thế nào cũng sẽ không tự chui đầu vào lưới. Trương Dương nghe nói người đại diện của nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lâm Lang tới, trong lòng nói đi mòn gót giày cũng không thấy, tôi chưa đi tìm các người tự mình đến cửa, tốt, ngày hôm nay nợ cũ thủ mới tính CSNG một lần, dám đem ảnh chụp người phụ nữ của tôi để đóng gói lên hộp hổ tiên hoàn, mẹ kiếp, ăn mật báo hả?
Tiết Đông Dương mang theo trợ lý đi vào phòng làm việc của Trương Dương, bởi vì hai ngày nay ủy ban thể dục đang bận dọn nhà, cho nên bên trong có vẻ hơi loạn. Lúc Tiết Đông Dương đi vào, Trương Dương đang xem báo, nghe được Phó Trường Trinh nói, chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Tiết đại biểu của nhà máy Lâm Lang tỉnh Đông Sơn đến cảm ơn anh. Trương Dương ngẩng đầu, thấy một người trung niên mập mập đen đen mang theo một trợ thủ đến đây, tên trợ thủ phía sau cầm một lá cờ, trên cờ thiêu 8 chữ lớn, biểu tình trên mặt Trương Dương cười như không cười, các người là. Con người của Tiết Đông Dương rất quen thuộc xã giao, gã đi đến hướng Trương Dương, vươn tay, cầm chặt bàn tay của Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, thật sự là cảm ơn ngài, nếu không phải ngài tìm ra băng làm thuốc giả, công ty chúng tôi không biết còn gặp bao nhiêu tổn thất, cảm ơn, rất cảm ơn người Đông Sơn khi lộ ra vẻ kính ý, lắc tay cũng mạnh hơn nhiều. Trương Dương nhếch miệng cười, anh là người của nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Lâm Lang. Tiết Đông Dương buông hai tay của Trương Dương ra, nhanh chóng móc ra một danh thiếp, chủ nhiệm phòng làm việc tại Nam Thích của nhà máy Lâm Lang, Tiết Đông Dương. Trương Dương nhìn lướt qua danh thiếp, ngồi đi. Tiết Đông Dương kêu trợ thủ đem cờ thưởng giao cho Phó Trường Trinh, sau đó hai người ngồi xuống sofa. Trương Dương nói, nhà máy của người là sản xuất hổ tiên hoàn. Tiết Đông Dương gật đầu, đúng vậy, chủ nhiệm Trương hôm nay giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề lớn, vấn đề thuốc giả đã làm chúng tôi đau đầu rất lâu, từ ngay mở cửa kinh doanh, trên thị trường xuất hiện không ít thuốc giả mạo Đông Sơn hổ tiên hoàn của chúng tôi, khiến cho uy tín của chúng tôi bị tổn hại nghiêm trọng. May mà chủ nhiệm Trương phát hiện ra được băng nhóm làm thuốc giả này, ngày hôm nay tôi đến đây là đặc biệt tỏ lòng cảm ơn. Trương Dương nói, trên người anh có thuốc thật hay không? Một câu nói làm cho Tiết Đông Dương sửng số, tê vị chủ nhiệm Trương này có ý gì? Lẽ nào hắn muốn hổ tiên hoàn sao? Nhưng hắn còn trẻ như thế, theo lý mà nói thì không cần cái này. Trương Dương nhìn hắn không nói lời nào, không nhịn được truy vấn có hay không? Tiết Đông Dương nói, trong xe có. Tôi mang theo hơn 10 hộp, Tiểu Lưu, nhanh chóng đi lấy đi, hắn cười nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, không phải tôi khoác lác, hổ tiên hoàn của chúng tôi tuyệt đối đủ kình đủ lực, sau này tặng cho người thân bạn bè gì, chỉ cần nói mấy câu, muốn bao nhiêu tôi tặng ngài bấy nhiêu. Trương Dương cũng là vẻ mặt cười, bất quá nụ cười của thằng nhãi này bắt đầu để lộ ra một chút mùi vị âm hiểm. Chương 759, Duy Quyền. 1. Tiểu Lưu mang theo 6 hộp. Quảng cáo của Hà Hâm Nhan trên hộp cực kỳ bắt mắt, tôi thỏa mãn tôi thích, Đông Sơn hổ tiên hoàn, Tiết Đông Dương không biết người ta là đang đặt bẫy, cười tủm tỉm đem 6 hộp đặt ở bàn công tác, chủ nhiệm Trương, ngài giữ lại trước, không phải tôi khoác lác, sản phẩm của chúng tôi không chỉ hiệu quả rõ rệt, hơn nữa đóng gói tinh mỹ, tặng người cũng rất đẳng cấp, những cái này đều là đặc chế, bên trong đều là dùng hộp gỗ đóng gói. Trương Dương thản nhiên cười cười, hiện tại cũng không cho phép giết hổ. Các người làm sao có nhiều hổ tiên như vậy? Tiết Đông Dương cười nói là hổ tiên hoàn, bên trong không nhất định phải có thành phần của hổ tiên, ý tứ của chúng tôi là, dùng qua sản phẩm của chúng tôi, uy mãnh như hổ, có thể so với hổ tiên. Trương Dương cũng nở nụ cười theo, hắn chỉ Hà Hâm Nhan trên hộp đóng gói nói, người phát ngôn này nhìn quen mắt. Tiết Đông Dương nói, đại mỹ nữ, tôi cũng không biết cô ấy là ai. Trương Dương nói, người không biết, tôi biết. Tiết Đông Dương còn chưa nghe ra cái gì, cười nói, chủ nhiệm Trương quen sao? Trương Dương nói, đâu chỉ quen, cô ấy là em họ của tôi. Tiết Đông Dương nghe đến đó, mới bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, hắn cười nói, em họ ngài thật đẹp. Gã không dám tiếp tục trên trọng tâm câu chuyện, nói sang chuyện khác nói, chủ nhiệm Trương, tôi thấy bên ngoài bận rộn như thế, ủy ban thể dục các người là muốn dọn nhà sao? Trương Dương nhưng không có bị những lời này của Tiết Đông Dương rời đi lực chú ý, nhìn chằm chằm Tiết Đông Dương nói, em họ của tôi hình như không ký qua phần quảng cáo này, không được sự cho phép của người khác lạm dụng chân dung quyền của người khác, cái này gọi là cái gì? Tiết Đông Dương trên trán đầy mồ hôi, hắn rốt cục biết ngày hôm nay mình là tự chui đầu vào lưới, kiên trì nói, chủ nhiệm Trương, tôi chủ quản chính là khu tiêu thụ, sản phẩm đóng gói tuyên truyền gì cũng không phải tôi quản. Nữ minh tinh này tôi cũng không nhận ra, có phải là ký kết không tôi cũng không biết. Trương Dương nói, anh không biết, vậy giúp tôi liên hệ một người biết đến, hiện tại liên hệ cho tôi người phụ trách của các người, tôi muốn nhà máy các người lập tức giải thích cho tôi, nếu không tôi sẽ kiện các người tội xâm phạm chân dung quyền. Tiết Đông Dương thấy Trương Dương nói trở mặt liền trở mặt, trong lòng âm thầm kêu khổ, gã cười khổ nói, chủ nhiệm Trương, đừng nóng, tôi liên hệ, hẳn là lầm, hẳn là hiểu lầm. Tiết Đông Dương gọi điện thoại cho xưởng trưởng Tiết Đông Hưng, Tiết Đông Hưng là anh họ của gã,
lúc này Thiết Đông Hưng cũng không ở tại Lâm Lang, đang ở Đông Giang mở hội chợ đặc sản địa phương, nhận được điện thoại của Thiết Đông Dương, nghe gã đem chuyện nói một lần, cũng không khỏi thất kinh. Thiết Đông Dương nói, xưởng trưởng, chủ nhiệm Trương ở chỗ này, nếu không ông giải thích một chút. Thiết Đông Hưng kêu Thiết Đông Dương đem điện thoại giao cho Trương Dương, trong điện thoại Thiết Đông Dương biểu hiện rất khách khí, cung kính nói, chủ nhiệm Trương, xin lỗi. Gã biết mình đối lý, cho nên thái độ nhận sai tương đối tốt. Trương Dương một bụng đầy lửa, cái đám khốn nạn này xâm phạm chân dung quyền của Hà Hâm Nhan, càng tức giận hơn là, bọn họ đem chân dung của Hà Hâm Nhan dán lên sản phẩm bảo vệ sức khỏe tình dục, không biết trở thành đối tượng ý dâm của bao nhiêu thằng đàn ông. Nhớ tới chuyện này, Trương Dương hận không thể hung hăng tát cho Thiết Đông Hưng vài cái. Trương Dương nói, anh không xin lỗi tôi, các người cần xin lỗi chính là tôi em họ, không được sự cho phép của người khác, lạm dụng chân dung của người ta. Hơn nữa in ấn trên hồ tiên hoàn, đây là đối với xâm phạm chân dung quyền cá nhân, hiện tại đã phạm pháp, tôi chính thức thông báo anh, chuẩn bị lên tòa đi. Thiết Đông Hưng vừa nghe lên tòa án thì luống cuống, cầu xin nói, chủ nhiệm Trương, ngài đừng nóng giận, xí nghiệp chúng tôi vất vả mới phát triển đến quy mô bây giờ, cũng không dễ dàng, lúc trước chúng tôi chỉ là một nhà máy nhỏ ở thôn, lúc đầu phát triển còn rất nhiều chế độ chưa chu toàn, cũng không rõ pháp luật, cho nên mới phạm cái sai lầm này, như vậy đi, ngài trước đừng nổi nóng. Tôi ở Đông Giang mở hội chợ đặc sản, ngày mai kết thúc, tôi đi Nam Tích, xin lỗi ngay mặt ngài, giải quyết cụ thể, chúng ta gặp mặt bàn có được hay không? Trương Dương vốn là một bụng lửa, nhưng thái độ nhận tội của đối phương rất thành khẩn, Thiết Đông Hưng hẳn là một người rõ ràng. Trương Dương suy nghĩ một chút, chuyện này hay là chờ Thiết Đông Hưng tới, hắn thấp giọng nói, được, anh tự mình suy nghĩ, chúng ta gặp mặt giải quyết. Thiết Đông Dương ủ rũ rời khỏi Ủy ban Thể dục Nam Tích. Ngày hôm nay gã là mình đưa lên cửa của, chẳng trách người khác. Thiết Đông Dương bên này vừa đi, ông chủ Lý Quang Nam của Nam Dương Quốc tế và Tổng Giám đốc Nhâm Văn Bân của Nam Quốc Sơn Trang cùng nhau đến đây, Ủy ban Thể dục ngày hôm nay dọn nhà, bọn họ nói sao cũng phải qua xem, bởi vì lâu nay, Ủy ban Thể dục vẫn đều ở nhờ tòa nhà của bọn họ. Trương Dương thấy bọn họ tới, cười đứng lên đón, hắn nắm tay Nhâm Văn Bân trước, bởi vì Nhâm Văn Bân bình thường đều ở Đông Giang, rất ít đến Nam Tích. Nhâm Văn Bân nói, tôi vừa đến Nam Tích, thì thấy các người muốn dọn nhà. Trương Dương nói, khoảng 3 ngày mới có thể dọn dẹp xong, trong khoảng thời gian này cho các ngươi thêm phiền phức. Lý Quang Nam cười nói, chủ nhiệm Trương quá khách khí, các người ở chỗ này làm việc là vinh hạnh của Nam Dương Quốc tế, cái này vừa đi, trong lòng tôi cảm thấy có chút mất mát. Trương Dương cười nói, mau mời ngồi. Hai người ngồi xuống, Lý Quang Nam nói, chủ nhiệm Trương, có cái gì cần hỗ trợ cứ việc nói. Bên tôi ra người ra lực đều được. Trương Dương nói, không cần, đã mời công ty dọn nhà, mấy thứ vụn vặt để nhân viên chúng tôi tự mình làm, chờ chúng ta dọn đi rồi, tôi liên hệ một công ty vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ, sau đó trả lại cho anh. Lý Quang Nam nói, không cần, việc này giao cho tôi tới làm. Trương Dương nói, mượn sao thì trả lại nguyên vẹn, lúc trước anh cho tôi mượn là sạch sẽ, không thể để một đống hỗn độn trả lại cho anh. Mọi người đều nở nụ cười. Thật ra Ủy ban Thể dục dọn nhà cũng là dọn đến ký túc xá của Trung tâm Thể dục mới, vẫn rất gần Nam Dương Quốc tế, hai bên vẫn là hàng xóm. Trương Dương nói, gần đây tôi sẽ triệu tập mấy khách sạn họp, vì đại hội tỉnh gần đến, chúng ta cần có phương án tiếp đãi. Lý Quang Nam nói, chủ nhiệm Trương, chúng tôi đã bắt đầu làm kế hoạch có liên quan, qua 2 ngày nữa là có thể xuất ra phương án cụ thể. Trương Dương gật đầu nói, tốt, chúng tôi định ra sơ bộ. Công tác tiếp đãi của Đại hội tỉnh chủ yếu do Nam Dương Quốc tế và Hải Thiên phụ trách. Lý Quang Nam cười nói, tôi đã bắt đầu cảm thấy áp lực. Trương Dương cười nói, có áp lực mới có động lực, tôi tin tưởng trình độ phục vụ của các người, nhất định có thể làm tốt công tác tiếp đãi lần này. Chương 760, Duy Quyền. 2. Lý Quang Nam lần này đến đây còn có một mục đích, ông vốn là muốn thương lượng cùng Trương Dương, cho khách sạn của bọn họ danh hiệu nhà tài trợ duy nhất. Nhưng bây giờ xem ra Trương Dương đã quyết định cho Hải Thiên gia nhập vào, Lý Quang Nam đối với quan hệ giữa Trương Dương và Viên Ba cũng có lý giải, nếu Trương Dương đã quyết định, ông đương nhiên không tốt nhắc lại chuyện tài trợ độc quyền. Lý Quang Nam nói, chủ nhiệm Trương, tôi nghe nói Tinh Toản muốn tiếp nhận khối đất ở sân thể dục cũ. Trương Dương cười nói, sao? Anh cũng cảm thấy hứng thú đối với cái khối đất này. Lý Quang Nam cười lắc đầu nói, hứng thú mặc dù có một ít. Thế nhưng tôi không có thực lực hùng hậu như thế, muốn khai phá, không có 5 tỷ tài chính làm bảo đảm là không được,
chỉ cần là Nam Dương quốc tế bên này, ngân hàng cho của tôi vay cũng là một con số lớn rồi. Nhâm Văn Bân nói, số phận của cái khối đất này thật trắc trở, lúc trước Tinh Nguyệt cũng muốn cái khối đất này, còn đặc biệt tìm chúng ta lý giải một ít tình huống, hiện bây giờ, Tinh Nguyệt đã rời khỏi cạnh tranh, không ngờ rằng Hải Sắt phu nhân lấy được cái khối đất này không lâu lại xảy ra vấn đề. Lý Quang Nam thở dài nói, trước đó vài ngày tôi quay về Singapore, đi nhìn qua Phạm Tư Kỳ tiểu thư, tình trạng của cô ấy rất kém cỏi, bác sĩ đối với bệnh của cô ấy cũng hết đường xoay sở, sợ rằng cô ấy không còn bao nhiêu thời gian. Trương Dương đối với tình huống của Phạm Tư Kỳ rất rõ ràng, chính là hắn giở trò mới khiến cho Phạm Tư Kỳ biến thành hình dạng bây giờ, bởi vì Phạm Tư Kỳ bị tình nghi bắt cóc Cung Nhã Hinh, giết chết Lâm Bội Bội, ngoại trừ khiến cho cô ấy giả bệnh không có biện pháp khác có thể cho giải thoát cô ấy đi ra từ trong khốn cảnh. Hắn đương nhiên biết Phạm Tư Kỳ không có nguy hiểm tính mệnh, căn cứ tình trạng hiện nay, hắn không thích hợp chủ động liên hệ với Phạm Tư Kỳ, Trương Dương cố ý thở dài nói, thật là đáng tiếc. Phạm Tư Kỳ trẻ tuổi như thế mà mắc phải quái bệnh, thật sự là thiên đố hồng nhan. Lý Quang Nam nói, đấu tranh quyền lực nội bộ Tinh Nguyệt cũng vô cùng kịch liệt, bởi vì Phạm Tư Kỳ bệnh nặng, ban đồng sự đều muốn đến cướp đoạt quyền khống chế công ty, tình cảnh của Phạm Tiểu Thư cũng là tương đối gian nan a. Từ lời nói của Lý Quang Nam có thể thấy được ông đối với Phạm Tư Kỳ vẫn là có chút đồng tình của. Trương Dương cười cười, Phạm Tư Kỳ tuổi còn trẻ mà có thể trở thành tổng tài của Tinh Nguyệt, cũng không phải là vận khí cho phép. Khi liên tiếp trải qua ngăn trở thật lớn của nhân sinh, tin tưởng cô ấy nhất định sẽ chậm rãi thành thục lên, phân tranh bên trong gia tộc, Phạm Tư Kỳ đương nhiên có thể ứng phó. Trương Dương cũng không muốn tham thảo trên vấn đề này, hắn cười nói, Lý Tổng, cuối tuần mấy đại sứ hình tượng đại hội tỉnh sẽ đến Nam Tích chụp hình tuyên truyền, công tác tiếp đãi giao cho anh. Lý Quang Nam nghe nói chuyện này không khỏi vừa mừng vừa sợ, xem ra ngày hôm nay thật sự là không uổng công đến một chuyến, theo ông biết. Đại sứ thể dục có băng công chú Quan Chỉ Tình, quán quân thể dục nhịp điệu Hứa Di, ngôi sao Hong Kong Châu Đức Long, còn có hồng biến thần châu đại địa Ngưu Gia Quân, những người này đồng thời đi tới Nam Thích, tất nhiên tạo thành hiệu ứng ngôi sao oanh động, Trương Dương đem công tác tiếp đãi giao cho ông, vô hình giống như giúp Nam Dương quốc tế làm tuyên truyền. Lý Quang Nam nói, cứ như vậy chỉ sợ công tác bảo an của tôi phải tăng vài lần. Trương Dương nói, hiện tại mấy người hâm mộ cuồng nhiều lắm, nếu như ông cảm thấy áp lực lớn. Tôi có thể phân ra an bài. Lý Quang Nam cười nói, yên tâm đi, tôi nhất định làm cho cậu thỏa mãn. Trương Dương nói, không phải khiến cho tôi thỏa mãn, là muốn khiến cho những đại sứ hình tượng thỏa mãn, bọn họ đều là nghĩa vụ hỗ trợ, một xu không thu, nếu như chúng ta làm không tốt công tác tiếp đãi, mặt mũi đúng là không biết nên để đâu. Lý Quang Nam liên tục gật đầu, tôi sẽ đem gian phòng tốt nhất, phục vụ tốt nhất để cho bọn hắn. Lúc này Thường Hải Tâm gõ cửa đi đến. Lý Quang Nam và Nhâm Văn Bân nhân cơ hội đứng dậy cáo từ, Trương Dương cũng không tiến, Thường Hải Tâm nói, Trình Tự lại xảy ra vấn đề, chủ nhiệm Trương, chuyện nhờ anh liên hệ thế nào? Trương Dương lúc này mới nhớ tới cô ấy nhờ mình tìm Cao Liêm Minh và Đường Đường liên hệ, không khỏi cười khổ nói, em xem anh kỳ, hai ngày nay bận quá, đã quên chuyện này. Thường Hải Tâm có chút không vui mân mê môi anh đào, ánh mắt thấy mấy cái hộp trên bàn công tác Trương Dương, cô ấy liếc mắt thì nhận ra Hà Hâm Nhan. Mà khi cô nhìn quảng cáo, mặt cười không khỏi đỏ lên. Trương Dương thấy biểu tình của cô ấy, lập tức rõ ràng Thường Hải Tâm vì sao mặt đỏ, cười ha hả nói, anh đang chuẩn bị giúp Hâm Nhan duy quyền, cái xí nghiệp vô lương này, xâm phạm chân dung quyền của cô ấy. Thường Hải Tâm nói, em cũng thấy Hà Hâm Nhan sẽ không làm loại quảng cáo này. Trương Dương thấp giọng nói, nghe nói Hổ Tiên Hoàn không tồi, hay là hai ta thử xem. Mặt cười của Thường Hải Tâm càng phát ra đỏ tươi. Nhẹ giọng nói, anh còn dùng những cái này. Cúi đầu, mắc cửa vội vã đi tới trước cửa lại nghĩ tới mục đích mình tới, xoay người nói với Trương Dương, đừng quên, nhanh chóng liên hệ cùng Cao Liêm Minh, Đường Đường nếu không tới, toàn bộ hệ thống tin tức sẽ hỏng hết. Trương Dương vui vẻ gật đầu, Thường Hải Tâm đi rồi, hắn lập tức gọi điện thoại của Cao Liêm Minh, thằng nhãi này lại tắt máy, Trương Dương lại gọi điện thoại trong nhà hắn, vừa hỏi mới biết được, Cao Liêm Minh đi Hoàng Sơn du ngoạn. Trong lòng Trương Dương có chút căm tức, tên Cao Liêm Minh cũng quá tùy tiện ít, nếu đã ký hợp đồng với Ủy ban Thể dục, phải tuân thủ điều lệ chế độ của Ủy ban Thể dục, hắn ta còn coi mình là một kẻ vô công dỗi nghề sao, lần này nhất định phải xử lý hắn. Trương Dương lại nghĩ tới chuyện của Hồ Tiên Hoàn, gọi điện thoại cho Hà Hâm Nhan. Hà Hâm Nhan và Hồ Nhân Như cùng một chỗ, đang ở Hải Nam chụp Quảng Ni, nghe Trương Dương nói ra chuyện của Hồ Tiên Hoàn, Hà Hâm Nhan thở phì phì nói, em đang chuẩn bị kiện bọn họ.
đã ủy thác cho luật sư, gần đây sẽ gửi thư luật sư cho bọn họ. Trương Dương nói, đúng là không ngờ, hình của em trên hổ tiên hoàn, quả thật có chút hiệu dụng. Hà Hâm Nhan nói, có ý gì? Trương đại quan nhân vô liêm sỉ nói, nhìn thì không nhịn được có phản ứng. Cút, Hà Hâm Nhan cười mắng hắn. Trương Dương nói, xưởng trưởng bọn họ ngày mai muốn đến đây gặp anh, nói là giải thích chuyện này ngay mặt với tôi, em muốn anh chút giận thay em. Hà Hâm Nhan nói, em hỏi qua luật sư, chuẩn bị bắt đền bọn họ 200 ngàn, đăng báo xin lỗi, kêu bọn họ thu hồi tất cả tuyên truyền quảng cáo liên quan đến em. Trương Dương nói, chỉ 200 ngàn thôi sao? Hà Hâm Nhan nói, nếu đưa ra tòa thật, phỏng chừng không chiếm được nhiều như vậy, độ nghiêm phạt trong nước đối với phương diện này cũng không lớn. Trương Dương nói, cứ như vậy đi, chuyện này giao cho anh tới giải quyết giúp em, 200 ngàn. Không thể tiện nghi bọn họ như thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 760.